Ơi vợ, buổi sáng nay là có bao nhiêu con cầu á, sáng là đem lên một bát bún á. À. Đấy, một đem đến thì làm xong này vô ăn gì nói hôm qua gì đi chờ mà mua được mấy con cua đông á, thấy ngon này về làm ra rồi làm cái được xúc rồi làm bún rồi thấy ngon rồi là đem đến cho gì như giường. À, mà người to chứ ăn cho nó vui. Nói với vợ nói đây là một cái cách mà gọi là cái con quan gọi là cái mối quan hệ đó, cái mối quan hệ người ta cho đi trước à, tình cảm họ cho như thế mà họ làm những cái việc như nhỏ như thế thôi mà vẫn nói chung là bà dì này thì cũng là chưa kinh doanh đâu nhưng mà cái bản chất của bà nhìn nó rất là thông thạo à, nên là để tôi bảo là nếu như mà dì này mà về thì nếu kinh doanh á thì thực sự là rất thành công, bởi vì á, là họ sống rất là chân thành à, rất đơn giản, những cái nhẹ nhàng cái rất là nhỏ thôi nhưng mà khi họ cho đi tốt một cách rất là chân thành như thế thì họ có bán cái gì thì mình mua hết đấy. Rồi, Cái đúng việc rồi. việc đơn giản, cái sự quan tâm, cái sâu sát gọi là đối xử với nhau tình cảm thì mình như cái này mình cũng học tập cái việc rất nhỏ, nhưng hôm nay vì cái chuyện là một cái câu chuyện rất là nhỏ, cái mối quan tâm một cái mối là cái vấn đề tình cảm nó đơn giản. Thế giống như thầy Toàn này có gì cho chuyển cái qua không có gì cả 10.000 đó. 10.000 đâu, thực ra thì nó cả gì cả nhưng mà rất ý nghĩa. Cái qua cái cặp là thực ra con người ai cũng thích cả, thích cái qua cái vui. Nên nói đúng là hẳn như thế. Nhiều thứ ít Rồi. nhưng mà cái cách mình chia sẻ, cách Cho mình nên quan tâm đó. là khi nào mà anh vĩ buồn anh nhớ chuyển toàn 500.000 thôi, toàn vui lắm, toàn mà vui là anh vĩ Ừ. vui. Rất là hay cho anh Vĩ buổi sáng uống trà nghe đọc sách cà phê rồi ha, hay á, À. rất là tính ra là cái Anh đại dịch gọi Covid của này anh đi. Anh khuê đâu cái rồi? anh Thuê à, anh Thuê chưa vào hả? Sáng nay đang chưa thấy người xuất hiện này. À chắc bận bịu gì đó Thuê, dạo Chắc này bận nhà nhé. có việc, nhà có việc. Chứ anh Thuê là Nhà rảnh rảnh anh lên à. vợ ốm bà già có ốm hai 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 người ốm nên chắc bận được. Con cái học hành. À, buổi cà phê hôm nay à, chắc anh em mình à, vào chủ đề ha. Buổi cà phê hôm nay á, thì à, vừa rồi á, năm 2020 á thì toàn cũng thấy cái đại dịch á, thì mới chiêm nghiệm cái mùa đại dịch Covid á, thì mình mới thấy rằng là không phải là dịch Covid mà là từ trước mình đã định hướng rồi. Một là mình sẽ làm hoạt động trên lĩnh vực đào tạo á, cho chúng ta khi mà chúng ta mà muốn chia sẻ hoặc là huấn luyện người khác thì mình phải giỏi cho lĩnh vực gì đó, thì đào tạo sẽ cho chúng ta điều kiện làm kinh doanh gì cũng phải làm, thì chúng ta kinh doanh đào tạo thì chúng ta sẽ có thời gian nghiên cứu nhiều hơn. Đó là cái cách lựa chọn cái nghề khởi nghiệp của mình là đào tạo, mặc dù trước kia là mình kinh doanh qua rất nhiều lĩnh vực, ví dụ như là lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực công nghệ thông tin, ngay cả mình cũng thành lập công ty bảo hiểm, tất cả các thứ. Thì tóm lại thì mình vẫn thấy là đào tạo vẫn quan trọng. Tuy nhiên vừa rồi thì năm 2020 mình có gặp một cái ông anh là chủ tịch của Phạm Gia doanh nghiệp, là anh cũng khoảng 4 tới 5 ngàn doanh nghiệp là Phạm Gia, thì anh cũng kinh doanh nhiều lắm. Anh đó cũng giống Toàn, nói chung mấy anh em chơi đều giống cái format chung với nhau. Đó là gì, ảnh là xuất thân từ ô tô, nghĩa là mua bán ô tô, bây giờ là sửa chữa ô tô. Sau đó là anh mới có làm cái caravan caravan cho CEO, có nghĩa là tất cả các CEO đó, tự lái xe đi các tỉnh thành, thì anh thành lập một công ty du lịch caravan Phạm Gia. Thì trong cái quá trình mà đi đó, thì anh ta cũng có mời Toàn đi tham khảo đó. À, là đi đó, thì vừa đi tham quan mà vừa là học hỏi lẫn nhau. Thì Toàn hy vọng là khi mà hết dịch đó, thì anh em mình sẽ làm một chuyến caravan đi một số nơi thì kết hợp với Phạm Gia này, đồng thời là có thể bán chéo sản phẩm từ cái hội doanh nghiệp của chúng ta.
rồi ảnh cũng có thành lập một công ty về chuyên về sản xuất nước mắm, làm nhiều thứ. Thì thời gian qua là vừa rồi đó là còn có đam mê về bất động sản công nghệ thì ảnh cũng đồng hành cùng Toàn, nhưng mà Toàn cũng đã cùng ảnh thành lập một trung tâm gọi là dinh dưỡng sức khỏe, thì cũng rất phù hợp với thời điểm ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta dù có tài chính, chúng ta có cái gì chẳng hạn thì chúng ta quan tâm tới sức khỏe, thì mình ngồi mình suy nghĩ là đúng là nghề của mình cũng giống như là những cái lúc mà khởi nghiệp đó, thì Toàn cũng đã suy nghĩ tới việc là mình thành lập trường đại học, học viện đào tạo bách khoa để đào tạo cho CEO, rồi thành lập chủ trung tâm tiếng Anh thì chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo. Toàn đã nghĩ phải 10 năm sau nữa mình mới có thể mình mới thành lập một cái bệnh viện, một sức phát đó, và mình sẽ thành lập một trung tâm giống như là trung tâm khám chữa bệnh, trung tâm khám chữa bệnh. Anh chị có chia sẻ cho chị đóng mít nha. Khi nào chúng ta nói chúng ta mở mít. Toàn với ý định là thành lập cái trung tâm gọi là về chăm sóc sức khỏe tổng hợp. Rồi sau đó mình có tiền mình sẽ thành lập cái bệnh viện. Tuy nhiên là cái thời nó đến là chúng ta đúng là người ta nói thời đến đỡ không được, thì ảnh có gửi Toàn là làm một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Thì vừa qua là ảnh ở nhà ảnh cũng bị COVID, ảnh tự chữa bệnh. Anh tự chữa bệnh và anh thấy rằng là nên thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe, thì Toàn cũng có cùng hướng với anh thành lập một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Thì mình nghĩ rằng là hôm nào đó có thể mời anh vào giao lưu. Thì ngày hôm nay cà phê mình cũng mời một thầy, đó là thầy Quang. Thầy Quang sẽ chia sẻ một số cái xu hướng cũng như là chủ đề hôm nay là nói về cái chúng ta tìm kiếm một cái cơ hội gì đó để chúng ta kinh doanh, mặc dù là chúng ta có cái core chính là sản phẩm dịch vụ của mình đã có một cái sẵn rồi, thì chúng ta có thể tìm kiếm những cơ hội. Thì hôm nay tối qua thì đã Toàn có mời thầy Quang qua cái hội doanh nghiệp của Phạm Gia chia sẻ về một cái chuyên đề khá hay. Thì Toàn thấy mấy anh em phản hồi tối hôm qua khoảng 11 giờ ảnh còn gọi điện cho tôi đến đây, ô công nhận thầy Toàn giới thiệu thầy Quang chất lượng quá, chia sẻ cái chuyên đề hay quá, mà hồi đó giờ tôi không biết. Thầy Quang là bữa trước cũng có cái tánh của Toàn kỹ lắm, chứ trước khi anh qua thầy Quang mà chia sẻ cho cái hội Phạm Gia đó, Toàn cũng mời thầy Quang đến cái trung tâm Phạm Gia ô tô để cho thầy Quang đi tham quan một vòng. Thầy Quang cũng tặng nước xịt khử mùi đó, vân vân. Thì thầy Quang để cho thầy Quang cảm nhận, thì thầy Quang chia sẻ tối hôm qua cực kỳ hiệu quả. Như tối qua thì tôi không có vô Zoom của chỗ hội doanh nghiệp Phạm Gia, tại vì tôi bận ở chỗ cái Zoom khác, cái Zoom chỗ công nghệ bất động sản, cho nên là hôm nay tôi cũng có nhà ý là mời thầy Quang chia sẻ lại cái buổi tối hôm qua để chúng ta review lại, để chúng ta xem có cái gì đó chúng ta kết hợp với nhau làm được hay không. Chắc nhường lại micro lại cho thầy Quang, mời thầy Quang chia sẻ. Thì đồng ý hỗ trợ thầy của Toàn. Rồi cấp cho thầy rồi thầy. Cấp nãy giờ. Dạ mọi người biết hết trơn chưa ạ? Thấy rồi thầy, thầy như thầy mở hai cái thiết bị sao thầy tắt bớt cái này cho nó đừng ồn. Anh dưới cái ổ ở đâu, trong cái điện thoại của ai thầy ơi? Của thầy đó, tại Toàn thấy ở trên thầy có hai cái chia sẻ. Cái đó để mình xem ở đây, xem comment ở đây. Rồi ok. Nhưng mà làm thầy phải tắt tiếng, thầy tắt tiếng rồi ok thầy. Dạ tắt tiếng rồi. Dạ. Tại vì mình muốn thấy comment ở trên này không có thấy được. Phải có hai chiếc bị xem comment. Dạ ok thầy chia sẻ thầy. Đây, hôm nay xin chào, cũng mình gặp lại nhóm. Thì đêm qua thì do thầy giới thiệu thầy Toàn thì có làm việc với lại bên Phạm Gia Nutrition, như thầy Toàn nói rồi đó. Thì Phạm Gia này tập coi như một lớn lắm, làm rất nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hiện nay là chú trọng xây dựng một cái trung tâm dinh dưỡng, bởi vì bản thân cái chủ doanh nghiệp này đã bị bốn cái bệnh rất là nặng. Bệnh nặng lắm. Và họ chữa trị xong rồi họ thấy là như vậy họ có lan tỏa và họ quyết định là dành cả cái cuộc sống của họ là dùng rất nhiều tiền để mà xây dựng trung tâm này. Thì hôm nay thì
Nhưng em hôm nọ mình có gửi cái link cái chủ đề lên á để mọi người biết á, thì nên mà hai ngày nay cũng bận rộn lắm, thì hôm nay thì theo đề nghị thì Toàn thì mình sẽ trình bày lại, mình trình bày lại một cái chủ đề à. Rồi xin bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Rồi à, xin chào mọi người có mặt trong buổi Zoom hôm nay nhé. Rồi à, chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an. Rồi, để mình để mà mình có cái buổi Zoom chia sẻ nghiên cứu trao đổi á thì mình hãy tương tác nha. À, mình để mình tương tác để làm gì, để tạo kết nối, để khích lệ speaker cũng như là giúp bản thân mình nó ghi lại một số keyword mới mà mình học được qua cái Zoom này. À, tôi nghĩ là bất kỳ cái buổi họp nào mình cũng đều học được điều mới. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta ngày mới chúng ta high five đúng không? À, mời hai bàn tay high five phải không? Thôi bây giờ high five cũng khó lắm, thôi giờ ta gõ số 2 vô đi. Hai nha. Chúng ta gõ số 2 vào trong cô chat á để mình chào nhau thôi. Rồi, chào nhau một ngày mới tràn đầy năng lượng. Rồi, xin mời mọi người gõ số 2 ạ. À. Chúng ta chào nhau thôi. Rồi. Rồi, rất cảm ơn rất cảm ơn mọi người. Rồi. À, để mà trình bày, để cái người trình bày và cái người nghe hiểu nhau á, thì tôi cũng với cách là chuyên gia đào tạo cũng nhiều năm rồi, thì tôi cũng muốn biết là cái đối tượng mình tham dự là ai. À, cho nên là cách hay nhất là các bạn hãy nhập vô chat cái con số. Ví dụ mình là y tá, bác sĩ làm ngành y tế, mình gõ số 1. Mình là giáo viên, là nhân viên văn phòng, có gì gõ số 2. À, xin mời mọi người gõ vô ạ. À. Mình gõ vô để tôi xem, để tôi biết đối tượng mình là hiện nay có bao nhiêu người là doanh nghiệp, kinh doanh, bởi vì một cái nội dung đó chỉ phù hợp với một số đối tượng thôi ạ. Rồi nhiều người chủ doanh nghiệp ha. Vâng. Rồi 4, 5, 6 cái người làm luôn cả ba luôn. Rồi à, người số 2. Ok. Rồi rất cảm ơn rất cảm ơn sự tương tác và chia sẻ giới thiệu về mình của các bạn. Rồi. À, bây giờ để tôi trình bày cho các anh chị cũng biết tôi là ai, thì xin mời các anh chị sẽ theo dõi tôi giới thiệu một chút xíu về mình ạ. Rồi. À, tôi là nguyên là giảng viên Đại học Sài Gòn. À, hay gọi là Quang Nguyễn. Đăng Quang, Quang không có dê nha. À, nhiều người cái hay lầm tưởng là 10 người 9 người là cứ gõ tôi Tình Quân không à. Hoặc là Quang có dê không à. Rồi. À, tôi là Quang không có dê. Rồi. À, tôi là thạc sĩ ngành giáo dục và công nghệ thông tin, vì tôi có trên 35 năm dạy học. À, rồi tôi hiện nay là lĩnh vực tôi chuyên đào tạo cũng 10 năm rồi, tạo động lực, kỹ năng mềm, phát triển bản thân cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. À, vì sao tôi làm được việc này? Vì tôi đã có quá trình hiện nay là tôi là chuyên gia về lĩnh vực thiết kế phục hồi chuyên nghiệp. À, trong tất cả các buổi đào tạo thì trên thế giới hiện nay và 50 năm tới thì người ta dùng một cái công cụ là phục hồi để mà nó chuyên nghiệp hơn và nó đa dạng và linh hoạt hơn tất cả các mềm khác, để hỗ trợ cho thuyết trình đào tạo bán hàng và marketing. Và đồng thời tôi cũng đang làm công tác tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp trong khoảng 2 năm trở lại, dành cho đối tượng như CEO, trainer, team leader, chủ doanh nghiệp. Rồi. À, vì sao tôi làm được công việc đó? Vì tôi đã có quá trình được là đối tác đào tạo của tập đoàn Intel Education. Các bạn biết là 10, 20 năm trước tất cả máy tính chúng ta đều có cái nhãn bên ngoài Intel Inside. Nếu máy tính nào có cái nhãn đó là ta mua ngay, ta không cần suy nghĩ gì cả. Cái thương hiệu của Intel nó hay vậy đó, tức là bên trong nó có con chip của tập đoàn Intel, hiện nay cũng vẫn vậy đó, nhưng mà nó đổi cái thương hiệu rồi, nó không gọi Intel Inside nữa. Thì Intel vào Việt Nam thì việc đầu tiên của họ là không có bán hàng, họ cho đi, họ dành mấy triệu đô la, họ đào tạo những cán bộ cốt cán, gọi là những giảng viên đó, gọi là trainer. Thì tôi là một trong những giảng viên cốt cán đầu tiên của họ, dành cho họ đào tạo đầu tiên các lĩnh vực các giảng viên đại học. Và để từ đó thì họ đi đào tạo lại, tôi đào tạo như là trên hình Việt Nam mình đã đào tạo trên 50.000 người, thì mỗi người đào tạo vài ngàn vậy đó, vì họ chuyển giao công nghệ học mới rất là hiện đại. Tôi đã ứng dụng nó trong vòng trên 15 năm rồi. Cái thứ hai là tôi cũng tham gia khóa đào tạo giống sư phạm của Intel Future, cũng là Intel luôn, năm 2005, và để tập trung những giảng viên cốt cán của hai trường đại học. Ngoài ra thì năm 2001-2002 tôi là hiệu trưởng Evo School, là trường đào tạo ngoại ngữ tin học, một trong những trường đầu tiên của thành phố. Và trường này chúng tôi đào tạo là partner của Microsoft, tức là đào tạo các chứng chỉ của Microsoft để mà ta đi làm nghề công nghệ thông tin đó.
về mạng vân vân á, vân vân. Thời địa điểm nó bây giờ mấy chức chỉ đi hết hết giá trị rồi, nó qua cái mới rồi. Thời đó qua lúc rồi, thầy Toàn này quá rành cái vụ này rồi, thầy Toàn thời gian IT mà, thời đó thầy Toàn biết rất rõ cái này. Thời đó ai đi học cái này hết á, học cái này làm nhiều tiền lắm á. Nhưng mà qua rồi, bây giờ 10 năm qua giờ nó qua cái mới rồi, không còn phù hợp nữa. Cái gì cũng có lịch sử của nó. Và tôi được thầy Hùng là hiệu trưởng trường Đại học Bàng mời về phụ trách về giám đốc xây dựng trung tâm tin học, bởi vì lúc đó họ chưa có cái phòng máy. Tôi về tôi xây dựng hai phòng máy cực kỳ lớn, một phòng máy 80 máy, hai phòng 160 máy, và đã tổ chức thi chứng chỉ A và đào tạo trên 4.000 sinh viên. Sau đó thì tôi thấy nội bộ bất ổn quá, cho nên sau đó thì tôi vừa nghỉ xong họ cũng chuyển giao cho Nguyễn Hoàng Trúc rồi. À, ngoài ra tôi cũng tham gia cái dự án của Bộ Giáo dục Đào tạo gọi là dự án trung học cơ sở thay đổi sách giáo khoa và công nghệ dạy học hết mới. Và vì vậy Bộ đề nghị trường Sài Gòn hỗ trợ đào tạo IPS Pathway, không ai dám nhận hết, tôi nhận. À, và tôi đào tạo 200 chuyên viên sở dục của 22 tỉnh miền Nam. À, và công việc chính của tôi là giảng viên ngành công nghệ thông tin và Đại học Sài Gòn. Tôi chuyên sâu về teaching method và ICT in education. À, mọi người biết rồi đó, thập niên 10 năm trước 2000-2010 thì đó là thập niên trên thế giới người ta ứng dụng tin học hóa tất cả hoạt động dịch vụ mà ta gọi là ICT in education, có nghĩa là các hoạt động dịch vụ kế toán rồi văn bản này kia nọ ta không làm bằng giấy nữa mà ta dùng máy tính, đúng không? Ta gọi dùng phần mềm, ví dụ Word đó, Excel để tính toán. Thời điểm đó người ta gọi là tin học hóa, hay là dùng cái từ quốc tế hơn là ICT in education. Nhưng mà bây giờ nó chuyển sang giai đoạn mới rồi, bây giờ không phải là ICT education nữa mà là digital transformation, tức là chuyển đổi số lên tầm cao hơn trên nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, blockchain vân vân. Cái này thì có dịp thì thầy Toàn đã sẽ có nhiều tài liệu nhiều hơn, tôi chỉ đào tạo một vài cái về chuyển đổi số thôi. Rồi, ngoài ra thì tôi cũng tham gia cái dự án của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đề ra một kế hoạch đến năm 2000 tôi quên mất rồi, chứ là trong vòng 10 năm phải đào tạo bồi dưỡng cho 20.000 giáo viên tất cả các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Trước kia là gọi ứng dụng thông tin, sau này thêm chiếc truyền thông nữa. Cho bị lúc đó là bộ mình đã thành lập bộ thông tin truyền thông, tức là cái tầm nhìn họ mới á, họ đổi cho tên bộ luôn. Thì lúc đó gọi là ICT in education, thì tôi đã đào tạo, tôi là người biên soạn giáo trình luôn, chủ sĩ cái này. Một đội nhóm đi đào tạo mà không đủ sức đào tạo đâu, quá đông đi, cho nên là chúng tôi đào tạo trong cái dự án 20.000 cán bộ lý giáo viên. Rồi, dự án này giúp cho tôi trưởng thành hơn và tôi hoàn thiện cái giáo trình của tôi. Hiện nay tôi lên đỉnh cao là nhờ cái này, tôi dạy mấy trăm lớp mà mấy ngàn người. Vừa rồi thì năm 2018 thì anh Cường là giám đốc trung tâm đào tạo của viện Pasteur. Vì anh biết tôi có đào tạo cho viện Pasteur một khóa ngắn hạn ở tại Vũng Tàu. Sau đó hết xong thì 2018 thì anh mời tôi về đào tạo cho bác sĩ chuyên viên viện Pasteur. Bởi vì bác sĩ viện Pasteur họ không làm điều trị đâu, họ đi làm công tác truyền thông, truyền thông cho người dân á, về phòng bệnh á, thì bây giờ họ phải có một công cụ đó là PowerPoint. Thì anh mời tôi về đào tạo trong 3 ngày, chúng ta đã làm trong 2018. Qua đợt này tôi nâng cấp giáo trình lên một bước nữa, còn hiện nay tôi đã nâng lên tới Office 365 rồi. Để mà trong quá trình dạy học thì tôi thấy rằng tôi còn thiếu rất nhiều kiến thức, và nên tôi tham gia 3 công ty bảo hiểm, nhất là Chubb-Lyte, Manulife và Generali. Thì tôi đã lên là trưởng phòng kinh doanh, và tôi là ở dạng là team leader cho tập đoàn tài chính cuối cùng mà tôi tham gia tại Italia, đó chính là Generali. Nơi đây tôi được đào tạo rất là chuyên sâu, đặc biệt đây là một cái lớp best mang tên là xây dựng đội nhóm kinh doanh hiệu quả, cho nên tôi rất là thành thạo trong đề xây dựng nhóm kinh doanh. Vì mình học trong 10 năm mà học thực chiến thôi, cách đào tạo của nước ngoài nó có lý thuyết gì đâu, đào tạo xong làm, đào tạo xong làm, đào tạo xong làm, học liên tục từ tháng này qua tháng nọ, cho nên mình không nắm vững kiến thức kỳ lạ. Họ giúp mình mà, họ giúp mình thành công thì họ sẽ thành công. Và ngoài ra tôi cũng tham gia về MLM rất nhiều. Tôi ghi lại ba cái thứ mà mình nhiều, đó là Amway, Kivana, rồi Tabinet. Tabinet là thuộc về mà thương mại điện tử. Rồi tôi tham gia đây là tôi học rất nhiều kinh nghiệm về xây dựng đội nhóm, đào tạo, rồi mình tôi trưởng thành cũng từ môi trường này. Tôi thấy họ hay quá. Nhưng mà tham gia cái này thì có nhiều người giáo viên họ không thích này đâu. Bên ngoài đời họ nghe chữ đa cấp họ sợ quá. Lúc đó tôi không hiểu đa cấp là cái gì cả. Tôi tham gia đại của nó làm sao,
đứng ngoài thì không hiểu, tham gia đại vô, tham gia vô thì cũng có một chút tiền, nhưng quan trọng nhất học được rất nhiều kinh nghiệm xây dựng đội nhóm. Và tôi cũng thấy không đáng tiếc gì, bởi vì quá trình này nó giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, bổ sung kiến thức trong vấn đề dạy học. Và tôi cũng tham dự hội là nghị lãnh đạo thế giới tại Việt Nam, thì đây là hai cái, một trong hai diễn giả nổi tiếng toàn cầu, một người của Google chuyên về sáng tạo, họ là trưởng trưởng phòng mà sáng tạo của Google á, họ về họ chia sẻ trong cái hội thánh mời về đó, đây là toàn cầu. Ngoài ra thì đơn vị này cũng giới thiệu tôi tham dự khóa đào tạo dựng phim của học viện Australia trong vòng một tuần, dùng điện thoại thôi. Rồi như các bạn biết cái trò này rất là rồi, tất cả các trường đại học đó, mà muốn lên sàn tế đó, xếp hạng đó, thì phải có chuẩn nào đó. Thì chuẩn hiện nay nó có ba loại chuẩn: ABET, CDIO, AUN. AUN là Đông Nam Á, ở Việt Nam mình mới có một hai trường có à, tại vì muốn có thì khó lắm. Như đại học Hoa Thiên Nhiên đó, thì ngoài Bắc đó, con em tin muốn đầu tư này tốn 60 tỷ, cho nên Việt Nam cũng chưa có đủ tiền là đầu tư đâu. Cho nên là về lâu về dài Việt Nam mà xếp hạng mà top 100 châu Á là chắc chuyện nó còn hơi hơi lâu. Bởi vì muốn đào tạo không được đâu, bằng cấp mà muốn chuẩn quốc tế, muốn được nước quốc tế nó công nhận, dù học bác sĩ Việt Nam mà qua Mỹ được công nhận á, thì đại học y dược phải có cái chuẩn, phải đạt chuẩn mới được. Cho nên các bạn biết tại sao người ta gia đình nơi cán bộ hay là phụ huynh mà khá khá là ta cho đi học nước ngoài là tại sao? Tại nước ngoài đào tạo rất là chuẩn. Thì toàn biết rất rành này rồi. Tôi là giáo dục nên cái này tôi phải rành lắm. Tôi được tham gia đào tạo chuẩn CDIO của đại học Singapore, rất là hay nha. Singapore hay lắm. Đây là một số chứng chỉ ngắn hạn của tôi thôi. Tôi tham gia của UNESCO châu Á Thái Bình Dương, lớp này chỉ có 32 người thôi, miền Nam có 3 người, người ở Cần Thơ, 2 người ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đa số học về họ không có dạy, không làm, chỉ có tôi hồi về tôi dạy thôi. Tôi đam mê cho tôi làm tới 15 năm sau, và tôi cực kỳ, phải nói tôi cực kỳ giỏi lĩnh vực này. Lĩnh vực này tôi coi trên mạng rồi, tôi coi nhiều thứ rồi, tôi nhìn vô là tôi biết là tôi cực kỳ giỏi. Phải nói thực sự là như vậy. Tôi cảm ơn cái hội nghị của châu Á Thái Bình Dương là giúp cho tôi nâng cái tầm của lên. Tôi hiểu rất sâu về là công nghệ dạy học, tôi thích cái 21 là cái gì. Ở đây có là Nhật Bản có sở công nghệ lúc đó là Nguyễn Thiện Nhân là kiểu như là dạ, phụ trách cái gì đó. Tôi tham gia cái lớp này của sở công nghệ, giới thiệu của Next Corporation của Nhật Bản, giới thiệu của ứng dụng nghệ tin cũng cho của Nhật Bản cho giảng viên tốt cán. Ở đây là một số background của tôi. Năm 2089 tôi là giám đốc trung tâm tin học tế bằng, tôi thấy tôi thiếu kiến thức quản lý quá, tôi đi học cái lớp này CEO khóa 23 của Viện Kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi năm 2020 thì tham gia với SIPB, thì trong đó có anh Dũng là chủ nhiệm giới thiệu tôi về đào tạo cho giảng viên doanh nhân của câu lạc bộ DICP Hà Lan ở Việt Nam. Thì đây là họ giảng viên không ạ, họ cũng đi đào tạo thôi, nhưng mà họ không có biết dùng PowerPoint. Thì tôi chia sẻ cái này trong một hai ngày thôi. Ngoài ra thì tôi cũng tham gia kinh doanh, đúng không? Tham gia kinh doanh được, tôi giám đốc kinh doanh của Riverglin, tức là nước đẩy rửa sàn lọc đa năng á. Cái nước này rất là hay đó. Cái nước này mình diệt corona luôn. Rồi giờ tôi có gửi biết thì thoảng đó, tại vì lâu đâu gặp đâu. Bữa đi gặp thôi. Cái bình nước này là cái nước này vừa rửa tay được ha. Rửa tất cả mọi thứ ở trong nhà. Cái gì mình chạm tay vô là virus corona sẽ chết. Tại sao? Vì virus nó không chịu được cái độ sút 7-8 mà hàng này nó 8, cho nên là ok. Rồi ngoài ra tôi làm giám đốc kinh doanh của Fitness. Tôi hỗ trợ Fitness để mà tạo slide, để mà PR, để mà truyền thông trong BNI. Vì vậy cho nên tôi tham gia, tôi là thành viên của Chapter Sài Gòn BNI của Mỹ tại Việt Nam. Đây là một số hình ảnh tôi tham gia. Hiện nay tôi là thành viên câu lạc bộ doanh nhân SYB Thành phố Hồ Chí Minh VCCI. Thì cái này thì vừa rồi tôi có kết nối thầy Toàn với Nguyễn Đức Bình là trưởng phòng hỗ trợ SME của VCCI, cái người mà đứng giữa từ trái qua phải ở hình màu xanh đó bạn, Nguyễn Đức Bình đó. Còn anh bên tay phải qua là anh Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ SIB cũng 20 năm rồi. Rồi đó là một số background mà sau khi tôi có xong thì tôi bắt đầu triển khai làm những gì tôi biết, giúp đỡ cộng đồng, đó là đào tạo chuyên gia số, đó là đào tạo kỹ năng mềm, tạo động lực. Mình làm thì 10 năm rồi, tạo động lực làm dữ lắm. Bên bảo hiểm mà tạo động lực ghê lắm. Cho nên nó nhuần nhuyễn đến độ mình thuộc luôn á. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu qua cái khác.
để mà tham gia một bất để tổ chức bất kỳ show nào thì thường thường người đào tạo rất là quan tâm vấn đề là tại sao người ta tham dự cái talk show này. Tức là người ta tham dự nó phải có lý do gì đó đúng không? Người ta mong đợi cái gì đó đúng không? Thì tôi cũng muốn cái này tôi tổ chức đêm qua. À, còn đây nội bộ mình chắc là mình anh em biết nhau thôi, chắc hỏi này ha. Chứ còn đêm qua thì người ta cũng phản hồi là người ta nghe cái tựa ra người ta muốn tham dự, có nghĩa là tôi muốn cái gì đó. À, mà tôi thấy có cái muốn đó với là cái tôi chia sẻ xong á thì cuối cùng nó có gặp nhau không? À, trong cái evaluation tức là đánh giá đấy. À, có không? Rồi. Rồi, cái talk show này sẽ dành cho ai? Thứ nhất là chắc chắn là cho dành thành viên của Hubline. Đó là một cái công ty về công ty rất là lớn của Mỹ, mấy mươi năm rồi, có tài trợ thể dục thao ghê lắm. Hiện nay đội Olympic Việt Nam là nó tài trợ đấy. Dinh dưỡng toàn bộ cái đội mà mình đi Olympic quốc tế của Việt Nam á là Hubline tài trợ đó, tài trợ dinh dưỡng luôn á. Ăn uống rồi nó có chuyên viên nó tư vấn sức khỏe ghê lắm. Muốn đạt thành tích cao phải có cốt thôi. Và thứ hai là những người muốn phát huy khả năng tiềm ẩn, giúp đỡ người khác có sức khỏe. À, ai có cái tâm tư muốn giúp đỡ người khác có sức khỏe và bản thân mình nữa thì tham dự cái này thích hợp. Cái thứ ba là những người vừa muốn có kiến thức chăm sóc sức khỏe mà vừa muốn tìm cơ hội mới để tìm nguồn thu nhập thứ hai phù hợp trong cái thời đại mới, thời đại công nghiệp 4.0 thì sẽ là phù hợp trong cái talk show này. Rồi, talk show này sẽ gợi ý cho các bạn một số thông tin để bạn tiếp cận một cơ hội mới, một nghề mới hot của thế kỷ 21 và tận dụng công nghiệp 4.0 để thành công. Rồi, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng tham dự chưa? Rồi, nếu sẵn sàng thì gõ SS vào ô chat ạ. Rồi, chúng ta gõ vào SS vào ô chat để mình thể hiện cái thái độ sẵn sàng ha. Đây các bạn cái gọi SS đây sẵn sàng để mình bắt đầu ha. Rồi. Rồi xin cảm ơn. Rồi chúng ta bắt đầu ha. Và chủ đề hôm nay là tôi sẽ trình bày về cái tiềm năng của nghề huấn luyện viên sức khỏe cá nhân thời đại công nghiệp 4.0. Chúng ta nghe cái từ cũng hơi lạ đúng không? Tiếng Anh là health coach. Ghê lắm. Nó khủng khiếp lắm. Tôi nghiên cứu chỉ có 3 ngày thôi mà tự nhiên tôi có kiến thức cả năm á. Tôi không biết này lắm đâu. Nhưng mà tôi nghiên cứu khoảng chừng 50 website, đọc cả 100 trang luôn. Và tôi chiết lọc ra tự nhiên có kiến thức sâu mà nó hiểu rồi, ghê quá. Trên thế giới xuất hiện một cái nghề cực kỳ hay mà ở Việt Nam mới bắt đầu thôi nha. Rồi, tôi xin chia sẻ. Rồi, cái buổi này các anh chị sẽ nhận được cái gì ạ? Thứ nhất là nhận định được vấn đề xã hội hiện nay liên quan đến vấn đề sức khỏe. Thứ hai là xác định được nhu cầu tiềm năng, nhu cầu tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng. Bởi vì nếu mình làm lĩnh vực gì đó mình phải biết là thị trường có hay không chứ, thì toàn cũng biết đây quá rồi, hiểu không? Ta gọi là đại dương xanh đại dương đỏ đó. Mình làm một lĩnh vực mà mình không biết thị trường có người không, có cầu không. Rồi, cách hay nhất là trên Google dùng analytics các bạn gõ vô, thí dụ như là kem trị mụn, bạn gõ vô coi có bao nhiêu người quan tâm, bạn thấy là trên 10.000. Ồ, như vậy là 10.000 quan tâm trị mụn, giờ bạn kinh doanh ra sản phẩm mụn là ok. Ví dụ vậy đó. Rồi. Thứ hai, xác định cái tiềm năng của nghề này có tương lai không? Đúng không? Rồi nhận định tác động của công nghiệp 4.0 ảnh hưởng đến toàn diện kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến cái công việc chúng ta nữa. Rồi cho nên là tôi có đề xuất một số giải pháp tận dụng công nghiệp 4.0 để hỗ trợ nghề huấn luyện sức khỏe và cá nhân. Rồi. Và cái nội dung hôm nay tôi chia sẻ là gồm 4 phần. Một là thực trạng nhu cầu và cái trend chăm sóc sức khỏe hiện nay. Cái tiềm năng của nghề huấn luyện sức khỏe cá nhân tại Việt Nam như thế nào? Công nghiệp 4.0 tác động như thế nào? Còn một số giải pháp. Vâng. Rồi chúng ta đi vào cái mục đầu tiên. Thực trạng nhu cầu xu hướng về chăm sóc sức khỏe cá nhân hiện nay. Cái này trải nghiệm cuộc sống các bạn cũng thấy nè, đúng không? Bạn thấy hôm nay không ở Việt Nam đâu nha. Các bệnh viện ngày càng quá tải đúng không? Trước khi có Covid thì nó đã quá tải rồi. Mấy năm trước tôi đi bệnh viện Nguyễn Trãi nhiều lắm, sau này tôi ít đi và khỏe rồi, ít đi thì muốn đi khám bệnh á, phải không? Đi vô tốn 2:30 thì như vậy là 1:30 là ngồi chờ, đúng không? Lấy số ngồi chờ để ta gọi mình vô phòng khám bệnh á thì khám đúng 1 phút, bác sĩ khám có 1 phút rồi, xong rồi ra ngồi chờ lấy thuốc thêm nửa tiếng nữa, như vậy là đi 2 tiếng, nhưng mà thực ra khám có 1 phút thôi.
một bác sĩ khám một ngày 100 người và cuối cùng nó không được nữa, bệnh viện trải không cho làm qua 100 nữa, 60 thôi, bởi vì 100 là khám bậy bạ. Bạn thấy kinh khủng không? Thấy người đông không? Rồi, bác sĩ làm việc quá kiệt sức, đó là tình hình hiện tại đó. Còn sắp tới còn kinh khủng nữa. Rồi, chưa nói Covid nha, Covid là coi như khỏi có người bác sĩ luôn. Rồi, một cái hiện trạng thứ hai là gì? Khi mà bệnh á, người ta mới quan tâm sức khỏe, đúng hay sai ạ? Mình coi thế biết liền gì phải không? Bây giờ mình ra công viên mình coi ai tập thể dục. Còn là trung niên trở lên mà, sòng sòng không mà. Bởi vì tôi 60-70 tuổi ra mà nó trời ơi, mày ơi, tao không thấy thanh niên đâu hết, tao thấy tụi tao không. Tại sao vậy? Thì lúc đó bắt đầu quan tâm sức khỏe đó. Mới đi tập thể dục, còn lúc trẻ không tập đâu. Cái thứ hai, khi lớn tuổi về già mới quan tâm đến sức khỏe. Đúng luôn, đúng không? Rồi. Cái thứ ba là người ta quan tâm điều trị hơn là phòng bệnh. À, đúng hay sai à? Khi bệnh người ta đi coi cái bệnh viện nào ta trị. Ở nước ngoài thì tiệm thuốc Tây rất ít. Tại vì tiệm thuốc Tây là nơi mua thuốc điều trị bệnh. Người ta áp dụng cái phòng bệnh hơn, người ta có bác sĩ gia đình. Đúng không? Mà ta có cốt tư vấn rồi, cho nên người ta ít khi bệnh lắm, mà bệnh là vô bệnh viện luôn, chứ không đi mua tiệm thuốc Tây đâu nha. Rồi, tại sao? Tại vì người ta không biết rằng cái điều này, đó là chi phí phòng bệnh nó rất nhỏ hơn trị bệnh. Đó là cái hiện trạng, thì tôi đang nêu cái hiện trạng, ba cái hiện trạng lớn mà của xã hội hiện nay. Đó, chính cái điều này nó làm cho cái tình hình sức khỏe của toàn dân, thấy không? Kể cả dình mỗi gia đình chúng ta nó có vấn đề. Chúng ta tốn nhiều chi phí lắm, lát tôi sẽ cung cấp số thông tin về chi phí. Rồi, tuy nhiên nó cũng đã bắt đầu xuất hiện một cái ánh sáng, một cái dấu hiệu tích cực, đó là người dân đã bắt đầu quan tâm đến dinh dưỡng rồi. À, các bạn lên mạng các bạn thấy đi, có nhiều tổ chức bắt đầu chia sẻ ăn uống này kia nọ, rồi bởi vì ta sợ quá. Qua Covid này là cái vụ này lên nữa. À, vì ta thấy thực phẩm độc hại bây giờ bắt đầu ta quan tâm hơn, đúng không? Rồi. Và tuy nhiên, cái tỷ lệ người dân mà không có kiến thức này cực kỳ nhiều. Không kể rồi. Mà như vậy đấy là thị trường của chúng ta đó. Người ta không biết, người ta đang cần người chia sẻ, đúng không? À, mà như vậy là mình đang có rồi, có khách hàng rồi đó. Rồi, một cái thực trạng đáng lo ngại về sức khỏe của giới trẻ Việt Nam. Hút thuốc. Muốn biết hay không mà lên những khu bây giờ ta cấm hút thuốc đây công cộng thì ta cũng đi ra ngoài ta hút, đúng không? Bớt rồi. Rượu bia. Trời ơi, cái này vụ nhờ hơi nhiều quá. Cái này các bạn biết là thầy thọ cũng biết luôn á. Tôi cũng sợ lắm. Có năm tôi bị cái vụ này vô bia. Sau đó tôi bỏ hẳn luôn. Tốt quá nhiều tiền. Giải bao nhiêu tiền để uống rượu bia hết. Mà lúc đó mà đi uống bia không phải là mê đâu. Tại mình muốn mua quan hệ thôi. Nhưng mà cuối cùng thôi mình chấp nhận mất quan hệ luôn. Tại quay đi đó toàn mấy sếp không à. Mà mấy sếp nhậu quá thì mình theo nhậu chịu không nổi. Bị tiền mình. Sếp bị nhiều tiền. Mình không có nhiều tiền. Thua. Mà cái đó đã ảnh hưởng cái gì phải không? Rồi, ảnh hưởng sức khỏe. Đó, chất gây nghiện mà. Bia là nghiện đó. Còn nữa, trẻ em Việt Nam béo phì rất nhiều. Tại ăn, chúng ta thấy cái bánh hamburger đó. Gà chiên, rồi mấy gà, ba gà chiên rồi đó. Cái đó nó nhiều chất béo lắm. Cho nên Việt Nam là đang báo động về trẻ em là béo phì. Ủa nói nước sông nghèo mà sao béo phì dữ vậy ta? Rồi, tình hình Việt Nam là như vậy đó. Thực đơn thì không lành mạnh đúng không? Rồi, ai cũng biết rồi. Đi nhậu là thực phẩm nó ô nhiễm rồi cũng không lành mạnh, ăn nhiều cái chất nó không có lợi cho sức khỏe. Rồi, tôi bắt đầu cũng thấy cái này cũng hay, bắt đầu mình quay lại cái sức khỏe là tôi cũng khoái rồi đó. Tại lúc này sức khỏe mình thì cũng được thôi, chưa có gì. Nhưng mà bây giờ là 10 năm nay tôi dùng thực phẩm chức năng rất nhiều. Nên cũng giảm bớt những cái tác hại. Rồi, còn một vấn đề nữa. Rồi, do tại sao nhiều người đi bệnh viện? Thế là bệnh tật Việt Nam còn cao lắm. Bởi vì chế độ sinh hoạt không điều độ, đúng không? Ngủ đâu có thời gian ngủ đâu. Thức khuya quá. Tới mùa bóng đá để khỏi nói luôn. Cứ quán cà phê luôn. Trời ơi, tới 2-3 giờ khuya không có ngủ được luôn. Đúng không? Mà nếu mà World Cup mà kiểu mà kéo dài nhiều lần là chết cha luôn nguyên năm. Đúng không? Không có thời gian nghỉ ngơi. Stress. Đúng không? Rồi, lười rèn luyện cơ thể. Tôi nói rồi, ở ra công viên người trẻ lắm. Người già không à. Rồi, cái thực trạng và vấn đề chi phí. Cái này là báo cáo Vietnam Report của đó, họ báo cáo vào tháng 2018, 2017, mỗi người dân Việt Nam chi 56 đô la, tương đương 1,3 triệu đồng. Đến 2020 thì người ta thấy là nó lên 85 đô la, 2 triệu đồng. Điều này có nghĩa là gì?
có nghĩa là năm 20 nó gấp đôi 2017. Ta đặt câu hỏi là tại sao? Vì người ta đã khảo sát ra, người ta có cái cách khảo sát, người ta đã phát hiện ra là 85% yếu tố gây bệnh đó là thói quen và hành vi. À, đây cũng là cái nghề của tư vấn á, phải dự báo, báo động trước. Thói quen gì ạ? À? Đây là những thói quen à, hút thuốc lá, thiếu vận động, stress, chế độ dinh dưỡng. Bốn nguyên nhân này nó làm cho 85% là nhập nhiều đi bệnh viện đó. Chế độ dinh dưỡng thì cho nên là nó sẽ có một chuyên đề khác, các bác sĩ sẽ nói chuyên đề dinh dưỡng thế nào là tốt. Rồi nếu chúng ta muốn sống lâu và hạnh phúc. Rồi bây giờ thời đại này, từ qua cái bối cảnh đó thì người ta phát hiện ra nó có một cái nghề, phải không, cái nghề rất là hot, mà cái này trên diễn đàn ta đã dự báo là hãy khởi nghiệp ngay với năm xu hướng kinh doanh đang được ưa chuộng. À, ta tổng kết á thì người ta thấy nè, xu hướng kinh doanh ưa chuộng 2021-2025 này dành cho ai? Cái này cũng hay, không dành cho giới trẻ đâu, dành cho tất cả mọi người, nhưng mà giới trẻ thì sẽ phù hợp hơn đó. Thứ nhất, sản phẩm làm đẹp cho nam. Trước giờ ta nghe nó làm đẹp cho nữ, phải không? Xưa rồi, cũ rồi. Cháu tôi một tháng nó tốn khoảng 5 triệu chỉ đi làm chuyện căng da mặt cái lại tắm sữa. Vì nó là CEO mà, nó là chủ tịch của một BI nữa, và cái chi phí của nó đi làm cái vụ dinh dưỡng này hơi khá đó. Tháng trung bình là 10 triệu. Như vậy thì ai làm cái này là ok đó, là đây là thị trường rất là tiềm năng. Bởi giờ nhiều doanh nhân giờ muốn làm đẹp lắm. Và spa hiện nay là tỷ lệ nam nữ là 5-5. Hồi xưa là nữ không, bây giờ 5-5 với nữ 5-5 rồi. Và một cái xu hướng thứ hai cực kỳ hot, đó là dịch vụ chăm sóc sức khỏe. À, rồi, cái này là dữ lắm. Vậy là thị trường chúng ta là tiềm năng rồi đó. Là cái công việc nè, rồi. Và cái nghề này đặt tên nó là health coach, tức là huấn luyện viên sức khỏe, dinh dưỡng cá nhân. À, cái người này là ai? Người này là người hỗ trợ khách hàng điều chỉnh lối sống. À, chúng ta thấy rõ ràng không? Điều chỉnh cái gì? Luyện tập nè, tâm linh nè, ăn uống nè, và một số khía cạnh khác để chữa trị stress đó. Bây giờ stress ai giúp? Bác sĩ có làm không? Không làm được. Bác sĩ chỉ điều trị thôi. Rồi béo phì nè, đó, béo phì cũng nhiều lắm á, nặng nào giờ có nhiều người muốn giảm cân mới giảm sao á. Đau nửa đầu, táo bón, rồi vân vân. Huấn luyện sức khỏe là gì? Là người giúp đỡ khách hàng đó. Cái này rất là rõ, cái nghề này là nghề phải có tràn đầy tình yêu thương, như nãy tôi nói đó. Các bạn nào có cái khát vọng muốn giúp đỡ người khác có sức khỏe đó, tràn đầy yêu thương thì mới làm nghề này được. Được chưa? Giúp đỡ cái là gì? Chăm sóc bản thân với thức ăn cơ bản của cuộc sống. À, chăm sóc bản thân nha. Rồi cũng vậy thôi. Người ta cần có những giúp đỡ cho cái người dân, cái đối tác của mình là CEO, là giám đốc, là hiệu trưởng, là giáo viên, vân vân. Họ biết cái này một chút, chứ thôi họ bận rộn, họ không biết cái này, họ không biết ăn uống thế nào. Và đặc biệt, cuộc sống mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu người ta có một cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần là cái mối quan hệ có bền vững không, mối quan hệ có vui vẻ không. À, thì cái này nó liên quan tới cái nghề của chúng ta. Và mình khẳng định là một chút xíu, cái nghề này là cái nghề này không phải là thay thế cho bác sĩ nha. Ông huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng này nè, không có điều trị, nhưng mà ông làm giáo dục. Rồi nếu như vậy thì cái nghề này cần phải có kiến thức về giáo dục, tâm lý học. Ai mà học cái ngành nghề đó sẽ là ưu thế. Ai biết kiến thức đó sẽ là ưu thế, đúng không? Họ sẽ sử dụng hai công cụ sau đây để giúp cho khách hàng của mình sống khỏe hơn và hạnh phúc hơn. Bởi vì họ bận rộn lắm, họ không có biết đâu. Mà lên mạng internet á, là thua. Thì trên mạng internet ai cũng là thầy hết á, mà ai cũng là bác sĩ hết trơn á. Cho lời khuyên mà coi kỹ là cái ông này chẳng làm nghề gì hết trơn á, mà tự nhiên ta kê to cho người ta mới ghê chứ. Và nhiều người vô cũng theo to đi mua thuốc. Trời ơi. Cho nên bây giờ mạng internet là con dao hai lưỡi, đúng không? Những người có kiến thức người ta không bao giờ nhận cái lời khuyên trên internet đâu. Ta cần phải có coach, không? Mentoring. Nên thầy Toàn mới nói, thầy Toàn tư vấn doanh nghiệp 1 tỷ rồi, đúng rồi. Không? Cái chuyện đó nó giống như là người ta sửa một cái máy, đúng không? Sửa cái máy, cuối cùng gõ cái cốc, cái máy chạy. Cái người kia trả tiền 10.000 đô, thắc mắc sao vậy, gõ cái cốc mà 10.000 đô. Nhưng mà thực ra đó, gõ đó thì chỉ có 1 đô thôi, nhưng mà gõ chỗ nào là 9.999 đô. Cho nên cái cốt nó quan trọng ở chỗ đó đó. À, thì nên thầy Toàn nó còn lấy 1 tỷ là đúng rồi, bởi vì 1 tỷ đó là tinh hoa, là cái tất cả những thứ là chuyên nghiệp mà. Cốt là nghề cực kỳ chuyên nghiệp. Rồi,
nó có một tổ chức thế giới là ICF chuyên đào tạo coach cho doanh nghiệp đó. Rồi, hai công cụ nào? Đó là ăn uống, khoa học và lối sống lành mạnh. À, chúng ta nhớ nha. Người huấn luyện viên sức khỏe này á, là sẽ làm hai việc này. Tư vấn giúp đỡ cho, lát nữa chúng ta sẽ thấy khách hàng tiềm năng không? Rồi, có nhiều người không? À, chúng ta sẽ biết. Ăn uống khoa học, biết không? Mình biết không? Mình cũng chưa biết nữa. Bản thân mình cũng chưa biết nữa. Mình phải nhờ bác sĩ thôi. Bận rộn quá, việc này việc nọ, cho nên đôi khi là 5-60 tuổi rồi cũng chưa biết uống. Đúng thôi. Còn lối sống lành mạnh là sao? Đó, cái đó cho nên phải có kiến thức về giáo dục học, vấn đề tương tác trong gia đình, vấn đề xây dựng mối quan hệ bạn bè, xây dựng mối quan hệ khách hàng, vấn đề xây dựng mối quan hệ trong công ty, doanh nghiệp, vân vân. Tất cả lối sống đó đều nó tác động cho chúng ta, giúp cho người ta có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Thì đó là nghiệp vụ của người nghề huấn luyện viên sức khỏe, dinh dưỡng cá nhân. Rồi, huấn luyện sức khỏe là người giúp chia bớt gánh nặng cho bác sĩ. Đúng rồi, tại vì ông bác sĩ hồi xưa ông làm luôn hai việc. Ngay giải Việt Nam gì hiện nay cũng vậy, nó có mình nghề chưa có nhiều người mà. Thế nên ông bác sĩ ông chữa trị xong cái bệnh nhân hỏi. Hỏi không liên quan cái bệnh hết á. Bác sĩ ơi, bây giờ tôi có đứa con nhà, bây giờ ăn uống sao bác sĩ? Rồi tự nhiên hỏi vấn đề không liên quan cái bệnh người ta đang điều trị. Thì ông bác sĩ làm luôn cái việc tư vấn đúng không? Nhưng mà khỏi lo, sắp tới có cái người làm này cho bác sĩ rồi. Chính vì vậy nên các phòng khám ở Mỹ á, hiệp hội y khoa mà của Mỹ á, họ khuyên bác sĩ cần có health coach ở trong tất cả phòng khám của họ. Họ điều trị xong rồi, bây giờ anh thắc mắc phải không? Xin mời qua phòng kế bên, người ta coach cho anh trả tiền. Đúng không nè? Rồi người ta trả tiền. Rồi, huấn luyện sức khỏe là ai? Là người truyền lửa cái hệ sinh thái sống xanh. À, chúng ta nghe nói hệ sinh thái Melan phải không? Hệ sinh thái. Bởi vì hiện nay nó ở Việt Nam bắt đầu nó hết hình thành vấn đề một cái cộng đồng quan tâm sức khỏe, thì một người không có làm được đâu, phải tạo một cái làn sóng đúng không? Và cái người truyền lửa cái này á, ai thích hợp cái này nhất? Đây, theo code rồi. Vì ông này ông có nhiều kiến thức lắm. Ông vừa có kiến thức tâm lý học, vừa giáo dục học, kiến thức dinh dưỡng. Ông rất nhiều nhà nha, nhà tâm lý nè, nhà giáo dục nè, nhà tổ chức nè, nhà dinh dưỡng, cái mấy nhà là ông làm hết á. À, đúng không? Rồi, ông làm cái chuyện này thích hợp nhất đúng không? Rồi. Tuy nhiên, cái nghề này yêu cầu kiến thức. Không phải như bác sĩ đâu, không cần là bác sĩ. Vì nếu là bác sĩ họ điều trị rồi, hơi đâu họ làm gì chứ. Cho nên cái nghề này là quan trọng trên thị trường lắm đó. Như các bạn biết rồi đó, các bệnh viện ở bên Mỹ, Anh, Pháp rồi đó, phòng khám rồi đều có cốt hết. Rồi, thu nhập họ rất cao á. À, họ đâu cần kiến thức cao cấp y tế đâu. Họ không cần, đúng không? Rồi. Họ sẽ thúc đẩy cái khái niệm sức khỏe căn bản cho cá nhân, đúng rồi, bồi dưỡng. Tôi nói câu này để lát nữa nó liên quan đến công nghiệp 4.0. Rồi, huấn luyện viên này làm gì? Sẽ cung cấp kiến thức, tư vấn cho người ta kiến thức sống tốt, ăn uống thế nào cho tốt, chế biến thức ăn ra sao, món ăn vitamin như thế nào, vân vân. Họ biết hết, họ tư vấn cho cái kiến thức căn bản cho cá nhân trên toàn thế giới. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức thì chúng ta vẫn có thể code trên mạng online cho một người khác ở nước khác được luôn. Tại nước ngoài họ cũng thiếu huấn luyện viên code lắm. Bây giờ tư vấn online thì nếu chúng ta có đủ khả năng chúng ta sẽ làm được. Rồi, kết luận, nghề code này, nghề này rất là hot của thế kỷ 21, đúng không? Bởi vì mô hình y tế truyền thống hiện nay trên thế giới nó không thể tạo ra những thay đổi lối sống lâu dài và lành mạnh. Xây dựng gì nhiều bệnh viện đi nữa, phòng khám đi nữa thì cũng không thể làm được. Nhà nước cũng tổ chức phong trào y tế gì đó cũng không được. Cái người đó không có chuyên nghiệp. Cho nên ở Việt Nam hiện nay là có một khoảng chừng 10 người đây là cực kỳ nổi tiếng về nghề này nè. Họ nổi tiếng luôn. Họ có một cái cộng đồng cũng vài ngàn người. Họ dạy luôn yoga, họ dạy khiêu vũ luôn, họ dạy yoga online luôn. Đó, những người đó là người có chứng chỉ luôn á. Rồi, thu nhập cao lắm. Bởi vì số người làm nghề này ở Việt Nam rất ít. Rồi, y tế thì làm không được đâu, bác sĩ cũng làm không được. Trên mô hình mới phải có người khác trợ giúp. Rồi, cái nghề này là thị trường đại dương xanh. Rồi thôi, chắc cái vụ này chắc khỏi nói luôn ha. Đại dương xanh, đại dương đỏ mình đã thảo luận nhiều rồi, đúng không? Mà nếu mình bắt đầu khởi nghiệp, start up một cái công việc, bởi vì khởi nghiệp là gì? Khởi nghiệp là khởi sự một sự nghiệp. Đơn giản vậy thôi. Rồi, khởi nghiệp. Nhưng mà mình khởi nghiệp như vậy mà vô một cái thị trường
mà thị trường là xác định là thị trường xanh. Ồ, giờ khả năng thắng là cao. Rồi, tại sao thị trường nó đại dương xanh là các bạn biết rồi, đại dương xanh là không cạnh tranh, ít người làm, trường ngách. Ít người làm không? Ít. Việt Nam cần khoảng 10.000 coach. Nhưng mà hiện nay có khoảng vài trăm có chứng chỉ thôi. Hiện nay chỉ có công ty Herbalife họ công bố với lại thể dục thể thao. Họ tài trợ luôn. Họ tài trợ luôn cho Olympic, họ tài trợ cho rất nhiều thứ để mà họ đào tạo huấn luyện viên coach. Đó, cho nên các anh chị nào muốn cái này các anh chị tham gia Herbalife là các anh chị sẽ được đào tạo. Ai đào tạo miễn phí đó. Thì họ giúp mình thành công mà. Mà thị trường đại dương xanh là sao? Rồi chúng ta biết rồi, chúng ta vào đó thì ít người cạnh tranh, nhưng không bảo đảm rằng 10 năm nữa nó là thị trường xanh, đại dương xanh. Bây giờ ít người mà, mình 5 năm nữa nó có khoảng 6.000 người rồi thì bắt đầu cạnh tranh à. Cho nên bây giờ ai mà bắt đầu khởi sự cái sự nghiệp này á thì cũng không muộn đâu. Không muộn đâu, mà thậm chí nó còn ngon nữa. Tại vì lúc này người ta quan tâm sức khỏe mới nhiều nè. Đúng không? Nhưng mà ta tìm ai đây? Không có. Lăng băm này nhiều lắm, ai cũng là tư vấn hết đó, ai cũng là bác sĩ hết, cái đó không có tin cậy được. Rồi rồi vấn đề ta xác định là ai cần, để biết có ai cần chứ tôi làm cái này là ai cần thôi không đó. Các công ty, các tập đoàn thế giới á, quốc tế tại Việt Nam á, cái văn hóa của họ rất hay nha. Cái này thì tôi cũng biết rồi, văn hóa của họ rất hay, họ quan tâm xây dựng văn hóa hơn là vấn đề mà họ nhờ cái văn hóa họ mới có thu nhập cao và bền vững. Và nhân sự của họ ở lâu dài là tại vì họ muốn nhân viên họ có sức khỏe thật tốt để đạt năng suất cao. Mà họ đâu có người làm này đâu. Không làm công ty sống về nhà đâu mà, không về nhà không nhậu ai biết được. Rồi ông về ông làm vậy đó, nếp sống không lành mạnh thì đến lúc ông vô công ty ông làm bậy bạ rồi năng suất thấp thì ảnh hưởng. Cho nên là các tập đoàn công ty họ sẽ lên trên mạng họ xem ông nào nổi tiếng ha. Họ tìm ha, họ mời về đào tạo cho các nhân sự, nhiều khi nhân sự họ mấy ngàn người á. Vài trăm người, mấy trăm nữa. Cho nên là mình có một cái mối ngon lắm. Nếu mà chúng ta có thương hiệu. Rồi, lát nữa tôi sẽ nói về vấn đề sao, về vấn đề công nghiệp 4.0, xây dựng thương hiệu. Rồi, như vậy là khách hàng của mình là các công ty tập đoàn của nước ngoài và kể cả trong nước lớn lớn, họ cũng quan tâm này luôn. Spa nè, cũng cần nè. Bệnh viện nè, trường học nè, đúng không? Rồi bây giờ cá nhân có không? Có ngôi sao điện ảnh nè, ca sĩ nè, chuyên gia dinh dưỡng nè, nghệ sĩ sáng tạo nè, đều cũng như thế. Bây giờ ca sĩ diễn viên ảnh mà đi đóng phim gương mặt hay là người nó không gọn là chết mồ rồi, sao mà kiếm tiền được, đúng không? Họ đi tìm huấn luyện viên đó mới giúp được, công sở nè, đúng không? Và gia đình chúng ta cũng cần nữa, những gia đình mà trung lưu á, họ không tiết tiền đâu, họ mời coach này về huấn luyện, đúng không? Huấn luyện cho cả gia đình thì chắc ăn, đúng không nè? Rồi rồi, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái nghề coach này là một nghề hot cho nhiều bạn trẻ, kể cả người trung niên cũng vẫn được như thường, đúng không? Bởi vì sức khỏe thì nó không có phân biệt đâu, người trung niên có thể là nó có một cái độ linh hoạt nó chậm hơn so trẻ thôi, nhưng mà kiến thức thì tốt hơn. Rồi bây giờ lết cái coach này mang tới cho khách hàng là cái gì nè? Thứ nhất, các nhà quản lý công ty họ sẽ thời gian nghỉ ốm của nhân viên á, nghỉ á sẽ giảm đi, năng suất lao động tăng lên. Đó. Bởi vì mình muốn thành công, mình sẽ giúp đỡ người khác thành công. Mình là người giúp đỡ cho các doanh nghiệp tiết giảm chi phí bằng cách là tư vấn coach cho nhân viên có cuộc sống, sử dụng thức ăn và lối sống lành mạnh. Như vậy thì họ sẽ mềm về, đúng không? Đó, lợi thứ nhất. Lợi thứ hai, nhân viên sẽ vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, làm hiệu quả hơn. Ồ, cái vụ này là rất nhiều người cũng muốn lắm, đúng không? Nhưng mà đâu ai biết ai đâu. Thì chúng ta cần phải cho người ta biết mình là ai, đúng không? Để người ta sẽ mời mình để giúp cho nhân viên và đối tác mình là vui vẻ hơn. Rồi, giúp cho khách hàng có cải thiện cái sống mà đo lường được. Đo lường được là sao? Ví dụ người kia nói già em béo phì, bây giờ em muốn giảm 5kg nè. Bây giờ công ty cái nóng tiễn em, nó nói em nặng cân quá ra, em muốn trong vòng 6 tháng nữa em giảm 5kg. Lên trên mạng là thua, đúng không? Sau 6 tháng cân lại giảm 4kg thì là tốt, đúng không? Đo lường được nha, sức khỏe mình đo lường được, trí nhớ tăng lên, mình khỏe hơn, đều đo huyết áp có đo lường được hết á. Rồi kế tiếp là gì? Lễ kế tiếp là gì? Thứ nhất, các bạn quản trị viên giám đốc điều hành họ thấy chi phí sinh hoạt sức khỏe giảm,
bởi nhân viên họ khỏe thì họ làm ít xin nghỉ việc, đi đi khám bệnh thì chi phí giảm, đúng không? Rồi rồi, vừa rồi tôi đã trình bày xong ba mục lớn. Thứ nhất là nêu cái hiện trạng, đúng không? Cái vấn đề của xã hội hiện nay là gì, tôi đã trình bày hết rồi, đúng không? Là bệnh viện là quá tải, người bệnh càng ngày càng nhiều, không? Rồi cái thứ hai là cái tình hình là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên, và cái thị trường đó nó tăng lên và xuất hiện một cái nghề mới, nghề của thế kỷ 21, đó là nghề huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng cá nhân. Vấn đề, một vấn đề nữa mà chúng ta cần quan tâm, đó là chúng ta sống trong thời đại công nghiệp 4.0. Ở cái show này tôi không có nhiều thời giờ đi chi tiết, nhưng mà tôi sẽ nêu một số dấu hiệu minh chứng để chúng ta thấy cái xã hội hiện nay nó như thế nào, nó ảnh hưởng tới cái nghề chúng ta thế nào, chúng ta phải tận dụng ra sao. Rồi, chúng ta có thấy không, bây giờ người ta đi cũng làm điện thoại nữa, ngủ cũng điện thoại nữa, có nghĩa là thiết bị di động nó gắn liền cho người ta. Cái này có nghĩa là gì? Theo truyền thống, chúng ta hẹn khách hàng ở quán cà phê, một ngày ta hẹn nhiều nhất là 3 người, nói hẹn 5 lần 7 lượt cũng chưa chốt được đâu, đúng không? Xây dựng hệ lâu lắm. Bây giờ khách hàng mình ở đâu? Khách hàng mình ở trên mạng á, khách hàng mình ở trên các mạng á, ở trên bị gì di động thôi. Coi nói cái điều này có nghĩa là chúng ta phải liên tưởng, bây giờ ta phải tìm khách hàng mình ở đâu, đúng không? Rồi, rồi khách hàng mình ở đâu là ai? Khách hàng ở trên tất cả các mạng xã hội, mà khách hàng ở trên đó thì mình hãy hiện diện ở nơi đó, mình phải xuất hiện. Xuất hiện ra sao thì nó có những thủ thuật, nó có những thủ thuật nhất định, đúng không? Nhưng mà những người trung niên thì theo thống kê ít lên Facebook, Pinterest hầu như không có, Twitter thì ai mà kiếm việc làm hay là LinkedIn rồi đó là việc làm thôi, còn đa số là Facebook giới trẻ, TikTok là tin. Nhưng mà chúng ta nên thay đổi, kể cả những người trung niên đó, thay đổi nếu chúng ta muốn giúp đỡ người khác có kiến thức này, và đồng thời thông qua đó mình cũng có một cái kiếm một nguồn thu nhập, vì đây là mô hình MLM mà, đúng không? Rồi thì chúng ta hãy hiện diện nơi đó nha. Một số dấu hiệu thể hiện đó sự tác động của công nghệ 4.0, đúng không? Công nghệ 4.0 nó dựa trên nền tảng công nghệ số, mà bốn cái chủ lực của nó là blockchain, big data, dữ liệu lớn, khổng lồ, trí tuệ nhân tạo, vân vân. Và nó xuất hiện hiện nay người ta y tế từ xa, tư vấn online. Như vậy chúng ta phải tiến tới là tư vấn người ta đó online. Vì chúng ta cái kịch bản tư vấn online nó khác offline nhiều lắm. Chúng ta phải học. Chúng ta thấy thế nào? Chúng ta đọc sách tại thư viện phải không? Tôi thấy thư viện thành phố Hồ Chí Minh chắc vài bữa dẹp tiệm quá. Bởi vì cả năm có leo que mấy người thôi, mấy người vô đó chẳng qua kiếm chỗ ngủ trưa thôi, kiếm chỗ mát mẻ thôi. Chứ còn người ta vô đó mà ta bật tablet ra, ta bật máy tính ra, ta ngồi ta đọc, ta đâu có mượn cuốn sách ta đọc đâu. Bởi vì người ta đọc ebook trên mạng. Amazon hiện giờ không có bán sách. Rồi bán cái gói, bán cái account, vô truy cập cái kho nội dung số của họ đó. Đó, họ chuyển đổi số như vậy đó. Thì khách hàng mình ở trên mạng đọc ebook thì mình lên đó đi, đọc sách. Rồi họp. Rồi cái này bác biết rồi. Bây giờ chúng ta đang họp thì xa đây. Rồi khách hàng hiện nay đâu có ai đi đóng tiền điện mà đến văn phòng công ty điện lực, đúng không? Lấy số phải không? Xưa rồi, ví điện tử hết. Dùng ví điện tử rồi chuyển tiền điện tử, net banking vân vân. Thì chúng ta phải theo cái này thôi, chúng ta phải theo khách hàng chứ. Rồi bây giờ du lịch ảo, du lịch qua mạng, đúng không? Cũng là một cái cộng đồng mà chúng ta cũng nên có mặt. Rồi hồi xưa lưu trữ trên giấy phải không? Giờ đã in làm gì? Rồi ai có iPhone thì các bạn có iCloud, đúng không? Nó đẩy lên đó luôn. Còn nên trên máy tính cá nhân thì các bạn có thể dùng có OneDrive của Microsoft, hoặc là sử dụng của Google Drive của Google. Trên điện thoại Android thì cũng có Google Drive đấy, ta lưu trữ trên đó luôn á, chứ ta không có cần ta không có cần mà cứng nữa. Rồi
bây giờ tôi xin chia sẻ với các bạn cái chiến lược tận dụng công nghệ 4.0 cho cái công việc của mình. Nếu mà chúng ta khởi nghiệp với cái nghề này, việc đầu tiên là ta thực hiện nguyên tắc 5B trong kinh doanh. Rồi, hồi xưa nó có 3B, bạn bàn bán. Ở trong BNI thì nó cũng có 3 cái, Know, Like, Trust, cũng là bạn bàn bán. Thì nguyên tắc ngày đầu tiên đó là ta kết bạn. Rồi ta kết bạn xong rồi ta băng bạn hoặc cái gì đó. Rồi cái này dễ thấy nha, dễ thấy ở trên mạng á, bây giờ con lên mạng đi. Rồi tổ chức chạy Canva miễn phí. Rồi có 5-10 người lận. Điện đào tạo Khoa cũng đào tạo miễn phí. Thanh Hải cũng đào tạo miễn phí. Gần chục người á đang đào tạo Canva miễn phí. Họ đang xây dựng cộng đồng đó. Bởi vì khách hàng đang thích cái ban lắm, thích cái quà tặng lắm. Anh Nguyễn Trọng Thơ cũng tặng luôn. Tặng luôn 10 ngày luôn, 10 ngày học luôn. Rất nhiều người tặng 5 ngày học, 9 ngày học, 10 ngày học miễn phí luôn, đúng không? Mà nghe miễn phí rồi ta vô học rồi, được chưa? Rồi cái đó là cái phễu thôi, chẳng qua là để mà kết bạn thôi. Mình làm bạn với người ta bằng cách mình bán cho tay gì đó rồi mới bán. Mình bán xong rồi mình mới bán. Rồi mình bán xong rồi rồi mình bán hay là bày à? Bởi vì là nguyên tắc kinh doanh chung và kinh doanh của MLM là kinh doanh tiếp thị liên kết á, dùng từ tiếng Việt á, rồi là bán cho nhiều người và bán cho người nhiều lần, bán cho người nhiều lần. Nếu người ta đến ăn phở thì làm sao cho ta quay lại ăn lần thứ hai? Mà ta quay lần thứ hai xong rồi người ta còn giới thiệu bạn bè nữa. Như vậy chúng ta có cái thu nhập gọi là thu nhập thụ động từ hệ thống. Thu nhập từ MLM nó hay chỗ đó đó. Chúng ta phải đầu tư xây dựng hệ thống. Hệ thống nó build cho chúng ta doanh nghiệp, chứ chúng ta không có xây dựng doanh nghiệp, đúng không? Rồi, cái nguyên tắc này nhiều người cũng đã biết rồi. Và nó thể hiện cái mô hình là gì? Đó là người ta phải biết mình. Người ta phải biết mình xong rồi, mình xuất hiện trên mạng đi. Mình xuất hiện nhiều cộng đồng. Mấy group mình vô hết, mình vô đừng bán hàng. Không, vô đừng có bán hàng. Nếu chúng ta bán hàng là chúng ta làm sai nguyên tắc này. Bán đó là cái bước thứ tư, là chúng ta làm sao cho nhiều người biết mình. Người ta biết mình là huấn luyện viên về sức khỏe. Tôi là người nói luôn, tôi là người giúp bạn có một cuộc sống sức khỏe, dinh dưỡng và hạnh phúc. Mình đừng có nói bán gì. Herbalife nó không có bán sữa đâu, nó bán cái khát vọng. Giống như Vinamilk, con gái Hà Lan, họ đâu có sữa đâu, họ vẽ cái hình là trẻ em cao lên, phụ huynh muốn cho con mình cao lên rồi uống sữa cô gái Hà Lan, bảo đảm 6 tháng xong. Cho nên đứa nào trẻ trẻ bây giờ thức 7 thức 8 không, mới lớp 6 mà đã thức 7 rồi, bởi vì nó sử dụng sữa trong đó có canxi đó, phát triển rất cao. Như vậy chúng ta phải biết và thích, người ta phải biết mình, ta thích mình, ta tin mình thì người ta mới mua. Tức là cái giai đoạn này người ta, cho nên người ta nói bán hàng thành công 85% là do tâm lý, chứ không phải là do sản phẩm mình tốt hay là do nhìn có nhiều bằng cấp. Mình có bằng cấp, mình có học nhiều đi nữa không quan trọng, nhưng mà tôi không thích anh rồi á thì tôi không có tin. Mà tôi không tin là anh nói tôi không nghe vậy thôi. Như vậy thì chúng ta làm nghề cũng như sức khỏe đó, thì chúng ta đang mang một sứ mệnh rất là cao cả, giúp người ta hạnh phúc. Vậy thì chúng ta hãy ban cho người ta, chia sẻ cho người ta những cái bài viết ebook, những cái câu chuyện giúp cho người ta. Cho nên là nó có nguyên tắc của nó là nguyên tắc 80-20. Có nghĩa là cứ 10 bài trên Facebook thì 8 bài là giúp đỡ người ta có kiến thức gì đó, còn 2 bài mới đề cập đến cái sản phẩm dịch vụ của mình. Facebook không phải để bán hàng, Facebook để xây dựng cộng đồng. Rồi, cho nên ở bên tổ chức hiệp hội doanh nghiệp của Mỹ thì họ có công thức là Know, Like, Trust, biết, thích, tin. Họ có như vậy là 35 năm rồi, họ có mấy ngàn doanh nghiệp, cả triệu người đó. Họ đào tạo rất là bài bản, họ có trường đại học riêng nha, BNI UCD. Rồi tôi cũng đào vào đó học, cũng được tôi lấy clip ra và tài liệu ra cũng 5-70 clip rất là hay. Rồi một cái chiến lược nữa, đừng bán hàng, chúng ta hãy làm sao để cho khách hàng mua, tự mua. Mình đừng có nói là sữa mình hay quá, thực phẩm chức năng mình hay quá, mình đừng có làm vậy. Mình làm sao mình phục vụ
mình hỗ trợ cho khách hàng đang có mối nỗi đau gì đó, họ lo lắng cái gì đó, họ giúp đỡ cái đó, đúng không? Rồi một thời gian là họ mới hỏi mình, à anh làm cái đó phải không, đúng chưa? Hồi xưa tôi làm bảo hiểm á, tôi không biết, tôi mới làm tôi sợ lắm, tôi gọi điện thoại mà tôi sợ khách hàng bắt máy, không biết bạn làm sale, bạn có tình trạng giống tôi không? Gọi điện thoại mà sợ khách hàng bắt máy, trời ơi, là khách hàng mà bắt máy là tim đập thình thịch, tại vì mình không biết nói gì, bởi vì mình nói 10 người từ chối rồi, đúng không? Là bởi vì á, ví dụ như là có một người á thì đã có 3 công ty, 3 tư vấn đến tư vấn, nhưng mà cuối cùng họ chọn anh B, anh A. Tại sao? Mặc dù những người đến tư vấn toàn dân giỏi không đó, dân trưởng phòng, dân họ làm 4-5 năm bảo hiểm họ giỏi lắm á, nhưng mà cuối cùng cái người này họ chọn cái người kia, tại vì cái người kia biết quan tâm đến những cái vấn đề mà khách hàng đang quan tâm. Ta thấy trong gia đình cái cô này có đứa con, nó thích cái gì đó, đúng không? Còn anh này mua một cái đó tặng cho đứa con, rồi làm vậy thôi. Thì tôi đã từng làm cái điều đó. Hồi xưa tôi làm bảo hiểm á, thì tôi phát hiện xong là tôi nhảy vô làm liền, tôi không suy nghĩ vậy đó. Lúc tôi cũng đang làm em mà, rồi tôi làm xong thì 30 người từ chối, người thứ 31 ok. Tôi kiên trì như vậy đó, và từ những cái lăn lộn đó sau này tôi trưởng thành lên ghê lắm. Từ chối là chuyện bình thường rồi, không từ chối mới bất thường chứ. Mình nói người ta ok là bất thường kinh khủng luôn, tại vì từ chối là bình thường, cho nên là không có ngạc nhiên gì khi mình nêu vấn đề người ta từ chối hết. Cái đó là nghề kinh doanh của chúng ta, kinh doanh sự từ chối. Cho nên mình thấy trao cho khách hàng mà trong các nhóm á, Facebook cá nhân á, hay là group Zalo đó, những kiến thức giá trị liên quan đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nhiều thứ lắm. Rất nhiều cô gái, tôi có một cái em nó giữ xe ở trường đại học đó. Rồi tôi thấy nó, tôi hỏi nó, nói thầy ơi, thầy biết ai chữa trị mụn không? Trời ơi, mụn em quá trời luôn. Họ có nỗi đau mà không biết hỏi ai hết trơn. Lúc đó tôi mới giới thiệu có cái người bạn đó làm vấn đề mụn, rồi tư vấn, ok. Có nghĩa là người ta có nhu cầu mà chúng ta không biết, đúng không? Cho nên là chúng ta cứ chia sẻ đi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến cuộc sống của con người. Chúng ta sẽ liệt kê có nỗi đau bao nhiêu, thì các trăm nỗi đau, ngồi liệt kê ra cái trăm nỗi đau, mà cứ mỗi nỗi đau là một bài, bài viết hay là clip cũng được, đúng không? Cái đó để mình giúp đỡ người ta. Rồi, ở trong thời đại 14.0, để thành công trong cái sự nghiệp mới này, khởi nghiệp này, chúng ta cần có 2 cái nhóm kỹ năng, đó là dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe hiện nay là tập đoàn á, công ty nó đã cử người chuyên nghiệp nó đào tạo chúng ta rồi, đúng không? Đào tạo rất kỹ là khác, có tài liệu luôn, tôi thấy rồi, thì không lo cái này. Nhưng mà cái mà tôi xin chia sẻ các bạn chính là cái công nghệ 4.0, nhất là những người trung niên, những người lớn tuổi, học này ngại lắm, đúng không? Ai cũng vậy hết. Rồi, vậy tôi xin đề xuất một số giải pháp sau đây, xin gợi ý thôi. Một, ngay từ hôm nay chúng ta về nhà biến Facebook cá nhân mình thành tổ máy thu hút khách hàng. Facebook cá nhân không phải là nơi bán hàng. Đừng có tôi lên tôi thấy có mấy hút ơi, xin mời mọi người ủng hộ nha, em mới nhập này từ nước ngoài về, tốt lắm. Rồi thua. Cái đó không, cái người này không biết bán hàng. Rồi, cho nên là mình ăn thua mình chọn thôi. Mình chọn chủ lực gì đó mình thay đổi cover. Ví dụ như mình vẽ cái hình mình là gì đó, mình nói tôi là người giúp đỡ các bạn có sức khỏe và có lối sống thành mạnh. Rồi, người ta thắc mắc không biết làm lại làm gì, họ sẽ xuống xem cái bài của mình. Thì chúng ta sẽ cho người ta viết rất nhiều bài, đúng không? Rồi, tôi nói lại, biến Facebook cá nhân thành cổ máy thu hút khách hàng coi. Thu hút khách hàng, càng nhiều người vào là càng tốt. Thứ hai, xây dựng và tham gia các cộng đồng trên Zalo, Instagram, YouTube. Cứ tham gia hết đi, có mặt ở đó, đó rồi. Khách hàng ở đâu thì có mặt ở đó. Mình đi câu cá thì phải biết cá ở đâu chứ. Mà cá chỗ nào nhiều cá đi ấy chứ, giờ đi đến nơi mà không có khách hàng. Mình đang cần một chuyện đi đến chỗ mà trẻ em không chết màu rồi, nơi đó không phải là khách hàng của mình, đúng không? Vậy giờ ta hãy có xuất hiện thường xuyên đi. Cái này đòi hỏi một số kỹ năng ha. Cái này nó có hết trơn á. Rồi nó có cái khóa học hết trơn á. Rồi, một cái nữa rất là quan trọng. Cái thành công trong cuộc sống hiện nay là nó gọi là kỹ năng vua đó. Kỹ năng vua đó. Đó là kỹ năng là như vậy là trình bày nè, kỹ năng bán hàng nè, đúng không?
thì muốn vậy trình bày hay bán hàng thì phải có nội dung. Cho nên là content marketing nó chính là vua. Chúng ta phải rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình. Bây giờ nó có thêm công nghệ nữa, kỹ năng thuyết trình với PowerPoint chẳng hạn. Chúng ta phải làm chủ thôi. Nếu mình muốn thành công thì mình phải học thôi, chứ có gì đâu. Thời đại mới rồi, kỹ năng mới, công nghệ mới. Rồi. Rồi, một cái gì nữa? Tôi đề xuất thêm xây dựng kênh YouTube phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe. Đặt tên gì cũng được, tùy mình. Rồi. Cái này thì thầy Tò cũng đã chia sẻ chúng ta rồi, tôi sẽ không nói thêm nữa. Đúng không? Cái vấn đề quan trọng là tư liệu á, mình chuẩn bị đi, đúng không? Mình chuẩn bị sao cho nó tốt. Vì đây là thương hiệu cá nhân của mình mà. Người ta biết mình càng nhiều thì các doanh nghiệp nước ngoài họ sợ, cái họ thấy trời vô clip ông này hay quá thì sẽ mời mình về. Đó, tư vấn là xong rồi. Chúng ta có mối chừng này về tư vấn cho vài trăm người một doanh nghiệp là bền vững luôn á. Rồi. Rồi. Để chúng ta tiếp cận được cái công nghệ mới này, xuất hiện nhiều hơn, nhiều người biết mình hơn, thì mình nên tổ chức đào tạo hội thảo online miễn phí. Những kiến thức gì đó mà ta biết nhưng mà nhiều người không biết, cứ đào tạo đại đi, 5 người cũng được, bạn bè vô nghe cũng được, không có sao đâu, 2 người cũng được, nhưng mà ta làm này tự nhiên ta giỏi lên, đúng không? Rồi. Rồi. Rồi, cái vấn đề hiện nay là học như thế nào để tiếp cận công nghệ thế kỷ mốc đây. Đó cũng là một câu hỏi nhiều người mà đã từng hỏi tôi, đúng không? Giáo viên cũng hỏi tôi, thì tôi mới chia sẻ thế này. Cách học nhanh nhất á, là 2 phương pháp sau đây, đúng không? Rồi, đầu tiên là phương pháp FAST. Phương pháp FAST là sao? Học như đứa trẻ, quên đi những gì mình biết là nó sai rồi. Nếu mình đúng thì đã thành tỷ phú rồi. Nếu mình biết là tự do tài chính rồi, cho nên là reset hết. Một ly nước đầy thì đổ nước vô nó cũng không được, đúng không? Rồi, trút hết nước đi. Rồi, cái thứ hai, chúng ta hãy áp dụng những gì mà đã học được. Học mà không học, học mà không hành thì chúng ta cũng không hiểu đâu. Facebook thì làm liền đi, thiết kế slide, clip làm liền đi. Rồi, học với trạng thái năng lượng cao, đúng không? Bây giờ ta học mà không có trạng thái năng lượng cao thì ta tiếp thu nó kém lắm, đúng không? Rồi, học với tâm thế để dạy lại cho người khác. Rồi, cách học đây là cách học mới của thế giới. Học là để dạy cho người khác, tự nhiên mình giỏi lên. Nó gọi là tháp học tập á. Rồi, cái đây là cái sai lầm của chúng ta. Đối với sinh viên tôi nói, dạ em còn mấy tháng em ra trường là xong rồi hết thầy ơi. Tức là nó nghỉ học 4 năm đại học xong rồi đó. Nhưng mà không có đâu, đúng không? 4 năm đại học cũng chưa phải là hết đâu. Chúng ta còn rất nhiều thứ đó. Rồi. Rồi, 12 năm bổ thông, 4 năm đại học, 2 năm cũng chưa là cái gì. Bởi vì thế giới thay đổi rồi. Những gì tôi có nói sinh viên á, 85% những gì em học ra trường nó không có gì, không cần đâu. Nó nói sao rồi nhanh với thầy. Nhưng mà thiệt ra qua năm thứ 2, năm đó tôi dạy 2004 đó, Windows nó ra cái mới. Nó nói bây giờ nó thay đổi rồi đó, đến lúc em ra trường đâu có xài với em. Em lập trình đâu có xài. Dạ vậy em hiểu rồi, thầy nói em tin. Đúng không? Microsoft nó mới năm thứ 2 thôi, cuối năm thứ 2 mà Microsoft nó thay đổi rồi. Như vậy đến lúc em ra trường không biết nó ra cái gì nữa. Ra cái gì nữa. Cái của em học đâu có xài đâu. Đó. Cho nên học suốt đời. Những gì mà ta biết nó sẽ ngăn cản ta biết điều mới. Cho nên phải cập nhật thường xuyên nếu ta muốn thành công trong cái game mốt. Đặc biệt đối với người trung niên thì chúng ta sẽ có cái quán tính và bảo thủ là bình thường rồi. Tôi cũng là trung niên mà, tại vì tôi tiếp cận công nghệ mới nước ngoài thường xuyên, tư duy tôi mới lắm, cực kỳ mới luôn. Người ta rất là ngạc nhiên. Mấy người trẻ nó theo, sinh viên nó theo tôi không được. 10 năm sau gặp lại thầy, tưởng qua mặt thầy cuối cùng cũng thầy cũng có cái mới mà không biết. Như vậy đó, mình luôn luôn đi tới. Rồi, suốt đời mà. Rồi, cách học hiện nay á, là để làm sao mà mình tiếp cận công nghệ mới là hay nhất là học là đi dạy. Học là dạy, rồi dạy là học. Đây là công nghệ mới nha. Tôi nói là đây công nghệ mới của thế giới đó. Ở Việt Nam mình ít người biết cái này lắm. Cứ người đi học là người đi học. Người đi học là phải tham gia dạy. Phụ huynh á, tốt nhất kìa con. Đâu con về hướng dẫn mẹ cái này đi. Trời ơi, nó không biết hướng dẫn luôn. Nhưng mà nếu mà hướng dẫn vài lần xong nó thấy hay, nó hiểu bài hơn. Đúng không? Con học trong trường cái đó về hướng dẫn cho mẹ coi. Đó, cho ba coi. Đó. Rồi chúng ta cũng phải lắng nghe cái tuổi trẻ nữa, nó có sáng kiến. Mình thì góc nhìn
nó cũ rồi đúng không? Đây là 2021 rồi. Cái tôi biết là thời xưa tôi còn chưa biết tivi màu mà tôi học lập trình trên bảng á, chứ chẳng có máy tính nữa. Máy tính mất tiền lắm, phải không? Rồi cách học cũ là vậy nè, thấy cái hình không? Cho nên có nhiều giáo viên nói câu này, có nghĩa là tôi nghĩ là giáo viên là chưa hiểu gì hết. Dạ, tụi em chưa cung cấp kiến thức đầy đủ cho học sinh nên học sinh nó giỏi. Trời ơi, thời đại bây giờ còn cung cấp kiến thức nữa, xưa quá. Thời đại bây giờ giáo viên không có cung cấp kiến thức cho học sinh đâu. Chúng ta đi học không phải người ta cung cấp kiến thức cho mình đâu. Mà cái này nè, chúng ta muốn thành công á, thì chúng ta học thêm mô hình mới, active learning, tích cực, chủ động đi tìm kiếm tri thức. Cái ông thầy tốt nhất hiện nay là ông thầy Google á. Tôi nói sinh viên ông thầy chết á, quan trọng lắm, thầy chết là sắp. Còn ông thầy sống đang đứng trước mặt các bạn đấy. À, tôi nói sinh viên á, ông thầy sống đang đứng trước mặt bạn đây nè. Nhưng mà học ông thầy sống không giỏi đâu. Bạn ra trường mà muốn giỏi mà học học hai ông thầy nữa. Đó là ông thầy Google với ông thầy sắp. Thấy không? Học nhóm. Tôi nói là tôi học công nghệ dọc mới của Mỹ mà. Của Hà Lan mà. Nhóm không? Sinh viên vô lớp mà mấy thầy kia nói ông Quang dạy ngộ ha. Vô lớp tôi thấy nhóm thảo luận không? Ông thấy ông thầy giảng gì hết trơn. Trời ông thầy không giảng sao xin biết ta. Đó, ủa tôi dạy kiểu tôi chứ. Tôi dạy kiểu tôi là tôi không cung cấp kiến thức. Tôi dẫn dắt sinh viên học nhóm thảo luận mà tự nhiên nó giỏi kỳ. Kiến tạo chương trình đúng không? Rồi. Rồi bây giờ nó có 3 vấn đề. Những vấn đề các anh chị muốn biết khởi sự một sự nghiệp mới thì các anh chị học ai đây? Có 3 người nè. Coach là huấn luyện viên. Mentoring là người cầm tay chỉ việc. Còn teacher là người dạy học như giáo viên vậy đó. Thì mô hình hiện nay là tập chuyên gia thôi. Đúng không? Bây giờ người ta mấy người giàu có họ đâu mời mấy thầy dạy đâu, mời chuyên gia, mời coach, mời mentor. Nên thầy Toàn đang làm cái nghề là gì? Thầy Toàn không làm cái nghề đào tạo trên nói chung chung đâu. Thầy Toàn coach cho một doanh nghiệp. À hiện nay Việt Nam đã có action coach đó. Nó tư vấn người ta đang có 10 tỷ cam kết trong 3 năm lên 100 tỷ. Anh đồng ý không? Tôi lấy 10%. Anh lên 100 tỷ thì tôi có 10 tỷ. Nếu tư vấn anh cốt á, tôi cốt cho anh mà từ 10 tỷ lên 100 tỷ thì tôi sẽ có 10% tổng tờ số lợi nhuận thông anh. Đồng ý không? Đồng ý cốt liền. Mất 10 tỷ mà có 100 tỷ. Này cốt nó ghê lắm à. Cho nên chúng ta muốn tiếp cận nhanh phải cốt thôi. Các bạn muốn học vấn đề bạn tự học đâu được. Bạn mất 2 năm đến 3 năm. Mà 2 năm 3 năm hết cơ hội rồi. Giống như cái nghề này 5 năm nữa nó thị trường đỏ rồi. Đợi bạn nắm xong cái đứa công nghệ đó thì thị trường đỏ rồi. Hết cơ hội rồi. Bạn học code đi. Học code hoặc có chỉ bạn. Trong vòng bạn tốn chi phí chứ. Tốn chi phí. Nhưng không phải là 10. Các bạn biết là 10.000 giờ đúng không? Mỹ nó nói là muốn trở thành một cái specialist, tức là một chuyên gia đó, cần phải 10.000 giờ. Cái đó là 10 năm trước rồi. Thời đại bây giờ không cần 10.000 giờ. Tôi nói rất nhiều người, bây giờ các bạn học PowerPoint tôi thiết kế đó, tôi có 30 năm kinh nghiệm rồi. Bạn không cần 10.000 giờ, mà bạn cần học với tôi như vậy 300 giờ thôi. 60 giờ tiếp và tôi code còn lại, tổng cộng 300 giờ. Thì các bạn trở thành chuyên gia bằng 10.000 giờ, bằng tôi 20 năm. Mà tôi cam kết. Đúng không? Nếu bạn ok, tôi dám nói như vậy luôn. Bởi vì mình học qua clip á, lúc mình thắc mắc hỏi mai trả lời hết. Đúng không? Các bạn lên máy tính đi. Tự nhiên xuất hiện một tình huống này nó không ghi trong clip. Mà mình đâu, người ta đâu có code cho mình đâu thì làm sao ai trả lời, đúng không? Cho nên phải học code nha, nên các bạn là code. Các bạn là code là các bạn mang lại giá trị lớn nhất cho khách hàng. Khách hàng thắc mắc tôi ăn uống này sao, khỏi cần gì đó, ông tư vấn cho luôn. Mở Zoom lên hai người nói chuyện nha. Vậy đúng không? Đó. Trên cái nghề code là nghề tiềm năng lắm. Người ta chuẩn bị rồi, dự báo là nghề code và mentor trong 5 năm tới sẽ bùng nổ tại Việt Nam. Tôi cũng đang tham gia mấy cái khóa và đào tạo về code á. Nước ngoài nó có từ code mang tên là ICF, rất là hay đó. Cái nghề này nghề tiềm năng ghê lắm, mà tốn nhiều tiền á. Đi học tốn mấy chục triệu không á. Nhưng mà kiếm cũng tỷ á. Tại vì nghề chuyên nghiệp mà, cốt người ta mà. Được chưa? Rồi. Bây giờ hãy học cùng chuyên gia đúng không? Là cách học thông minh nhất, hiệu quả nhất. Bạn tiếp cận nhanh nhất cái kê mốt, cái chi phí tối thiểu mà bạn được hỗ trợ tối đa. Đúng không? Rồi. Rồi. Tôi đã hướng dẫn các bạn cái chủ đề hôm nay đến đây rồi. Đúng không?
đến cái đoạn cuối rồi thì có một cái câu nói rất là hay của Quay Đai. Nếu bạn thay đổi cách nhìn về mọi việc thì những thứ bạn nhìn sẽ thay đổi. À, cũng vấn đề đó. Cho nên là bạn nói nghề của như này tiềm năng, cái người kia nói thôi tôi thấy tiềm năng, bạn đúng không? Đúng luôn. Cái người bạn nói mình cũng đúng luôn, tại vì ông nhìn theo góc nhìn cũ. Cho nên hơi đâu đi cãi lộn người ta làm gì, đúng không? Người ta nói đúng, mình cũng nói anh đúng đó. Nhưng mà trong tâm mình nghĩ là anh này tư duy cũ rồi, anh không phát hiện được tiềm năng, cơ hội mới, đúng không? Cho nên cãi lộn nhau như không. Tại hai người hai góc nhìn, người góc này, người góc này. Nhưng mà nếu ta thay đổi góc nhìn của mình thì tự nhiên những thứ mình nhìn, trời ơi sao lại tiềm năng quá vậy? À, thì toàn nhìn vô thấy tiềm năng, nhưng người khác nó không tiềm năng, bình thường thôi. Tại vì góc nhìn người kia nó không có cùng góc nhìn như thầy Toàn. Thầy Toàn nói ơi cái này tiềm năng lắm nha các bạn. Người kia nói không, cái này lừa đảo, tôi kể thôi, đâu có sao đâu. 10 người, 9 người không đồng ý, bình thường. Mà đồng ý mới bất thường á. Tôi làm nghề sale ơi, tôi đào tạo tuyển dụng kia luôn. Cứ 10 người tôi chưa tuyển được người nữa. Mà tôi tuyển xong rồi nó bỏ việc luôn, nó làm tôi mới phát hiện tại sao. Đúng không? Tại vì họ không có tinh thần học hỏi. Đúng không? Cho nên là tôi xin chia sẻ bạn một cái cuối cùng. Bây giờ mình phải hoàn thiện bản thân thôi. Những gì bạn trở thành sẽ tác động trực tiếp đến gì bạn đạt, đúng không? Bây giờ mình muốn đi gặp những người quyến rũ, mình phải quyến rũ thôi. Bây giờ tôi nói cái cô gái muốn tìm đại gia mà đi vô quá cấp chết bò rồi. Cô gái muốn tìm đại gia phải vô khách sạn 3 sao, vô những cái hồ bơi 3 sao. Cho nên nó bỏ tiền, nó thuê mặc đồ rất đẹp, thuê xe ô tô du lịch đẹp luôn, thuê luôn, vô sẽ gặp đại gia. Mình phải quyến rũ, mình gặp người quyến rũ chứ. Bây giờ mình muốn gặp người mạnh mẽ, mình phải mạnh mẽ trước, đúng không? Mình phải mạnh mẽ trước. Bây giờ mình muốn người có tràn đầy tình yêu thương, thành tâm, mình hãy thể hiện trước đi. Mình là người thành tâm quan tâm người khác đi. Trên Mỹ nó rất là hay nha. Câu đầu tiên khi gặp nhau á, can I help you? Tôi có thể giúp gì bạn? Rồi tôi đi tham dự nhiều hội thảo, hội nghị các khách sạn á, vô liền gặp liền, can I help you? Mà nói, oh no, tôi không có nhu cầu đó. À, cảm ơn. Nhưng mà không sao, nó bất cần mình nó cái gì, nó câu đầu tiên nó là tôi có thể giúp gì bạn, tôi có thể giúp gì bạn, ở trên mạng cũng vậy, tôi có thể giúp gì bạn. Cái đó nó xuất phát từ trong kinh thánh đó các bạn. Hãy giúp đỡ người khác. Câu đầu tiên là mình phải trở thành người thành tâm, người tràn đầy tình yêu thương thì mình sẽ gặp người tràn đầy tình yêu thương. Bây giờ ta làm nghề coach mà ta không tỏa ra cái người gì giúp đỡ người khác về sức khỏe thì làm sao mà họ tin mình được, đúng không? À, muốn thành công thì phải đó. Rồi bây giờ thay đi tìm người đó thì mình hãy thay đổi bản thân mình, trở thành cái người đó, đúng không? Đúng không? Mình muốn gặp người xuất sắc thì mình hãy mệt mình trở thành xuất sắc. Mình muốn gặp người giỏi, mình phải trở thành người giỏi cái đã, đúng không? Đây là cái phương châm hoàn thiện bản thân không ngừng thì mới thành công trong bất kỳ nghề nghiệp nào, đặc biệt trong cái startup này, đúng không? Cho nên là đây là một cơ hội, phải không? Bạn không dám mà bạn không bắn thì chắc chắn nó có dấu. Mà bạn bắn thì có thể là trúng, có thể không trúng, đúng không? Bắn thử chưa chắc là thắng, nhưng mà không bắn là chắc chắn là thua rồi. Không làm sao biết. Rồi có người nói để ngày mai làm, nhưng mà mình coi trong tuần đây, thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật, đâu có thứ nào thứ mai đâu, đúng không? Ta nói thôi để ngày mai làm. Cái đây là gì? Tư duy thói quen người trì hoãn. Thôi để ngày mai em làm, nhưng mà trong tuần làm có thứ mai. Từ thứ hai chủ nhật không có thứ nào thứ mai hết trơn á, đúng không? Tư duy người thành công mà. Rồi thói quen tốt người thành công là gì? Đọc sách. Có thể là không giàu, đọc sách có thể là giàu và là không giàu, nhưng mà không đọc chắc chắn là nghèo á. Cái đó chắc chắn mà nói vậy đó, cho nó dễ hiểu, đúng không? Ta đọc sách buổi sáng, ta học được điều mới chắc chắn luôn, ít nhất là một hai điều. Nhưng mà không tham dự đọc sách thì chẳng có gì cả. Rồi, cái ông Ziegler này cực kỳ nổi tiếng, đúng không? Là một trong chuyên gia bán hàng mà tôi đọc rất nhiều sách của ông ta. Ông nói không phải là bạn xây dựng doanh nghiệp đâu nha. Cái ngành kinh doanh MLM này nè, và tất cả doanh nghiệp khác cũng vậy nữa, bạn không phải xây dựng doanh nghiệp đâu, bạn xây dựng cộng đồng, bạn xây dựng đội nhóm. Và cái cộng đồng đó nó xây dựng nên cái doanh nghiệp của bạn. Thì Toàn nói đúng rồi, đúng không? Thì Toàn nó xây dựng doanh nghiệp cộng đồng mà, thì Toàn đâu xây dựng doanh nghiệp đâu.
Nhưng mà thầy Toàn có cộng đồng rồi, thầy Toàn muốn giấy doanh nghiệp cũng được hết á. Bữa nay mời người tham gia này, người tham gia bị ta đã có cộng đồng rồi, cho nên ông này ông nói đúng nè. Thấy không? Bạn chỉ cần xây dựng cộng đồng thì cộng đồng nó xây dựng doanh nghiệp cho bạn. Đây, hay lắm ha. Rồi, rồi chúc mừng các bạn bước vào thế kỷ 21 ha. Cơ hội mới. Thì tôi xin kết thúc phần chia sẻ mình ở đây. Xin cảm ơn mọi người theo dõi. Rồi, xin nhường lại để cho MC và cho thầy Toàn. Vâng ạ. Em xin cảm ơn sự chia sẻ của Văn trong buổi sáng ngày hôm nay. Vô cùng là giá trị cho chúng ta những cái bài học như những cái bí quyết. Vâng ạ, em xin mời cái tay của các anh chị. Khá là nhanh, em xin mời anh Phan Văn Vĩ ạ. Xin chào thầy Toàn. Chào thầy Quang. Trước đấy mà chưa gặp cộng đồng đọc sách, chưa gặp cộng đồng cà phê như thế này thì Vĩ cũng rất rụt rè để mà chia sẻ cái gì. Vĩ cũng đã tâm sự nói chuyện với thầy Toàn rồi, rằng là Vĩ phát biểu các thứ là kém lắm, nói chung là không dám cho cộng đồng. Nói không biết đừng nói luôn. Nhưng mà khi vào ở đấy rồi thì cũng mình cũng phát triển cái khả năng của mình, chia sẻ nhiều hơn và mình tập trung vào cái những cái kiến thức, và đặc biệt là mình ghi chép đầy đủ tất cả những cái kiến thức của các thầy, các anh chị em. Thì bây giờ thì mình trở thành nhanh hơn và thậm chí có những cái ý để mình chia sẻ. Thì đây là một cái chương trình của thầy Quán Mỹ nghĩ là đây là một cái chương trình cực kỳ tốt mà tuyệt vời trong cái cộng đồng của anh em chúng mình. Để vào đây chúng ta như thầy Toàn nói là bán chéo sản phẩm lẫn nhau, nhưng mà đây là cái sản phẩm mà cái ý tưởng của thầy Quán mà Mỹ nghĩ đây là anh em chúng mình là những người là rất là may mắn để được biết được cái chương trình này. Chương trình này cực kỳ tốt mà trong cái giai đoạn này, xu hướng này, thì mục đích của chúng anh em chúng ta vào đây cũng tìm kiếm một cái điều gì? Cái thứ nhất là mình phát triển bản thân, cái thứ hai là mình tìm kiếm một cái cơ hội, đúng không? Cái cơ hội để mình là gia tăng thu nhập, gia tăng tài sản của mình, và đặc biệt là ở đây mình cũng khẳng định một cái gì đấy trong cuộc đời này. Đó. Chứ không phải vì tiền nữa, vì một cái gì đấy, mình làm một cái gì đấy trong cuộc đời. Thì cũng anh em mình cũng tìm kiếm nhiều thứ. Bên chỗ Mayland thì anh em mình là về kinh tế, cũng về phát triển bản thân cũng rất là tốt rồi. Ở đây cái chương trình này thì thể hiện đấy là cái sự phát triển bản thân cho anh em mình. Làm từ nếu mà chúng ta tham gia vào chương trình này mà học thì mình trở thành một người coach hoặc là người mentor. Hai cái từ này thì cũng nghe nói, nhưng mà để hiểu rõ cái từ này thì cũng là cần phải hiểu thêm, nghiên cứu thêm là nhiều. Nhưng mà để đạt được những kết quả mà mình mong muốn thì cũng phải chắc chắn cũng phải trở thành những cái cộng đồng giống như của thầy Quán nói. Mà ở đây vị thấy rất là hay. Riêng vị thì vị thấy đây là một cái chia sẻ một cái đường đi rất là tốt. Mà mình giúp đỡ cộng đồng nhiều người trong cái giai đoạn hiện nay mà... Vì rằng là giai đoạn này là họ cũng là nhiều người họ đang quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Điều này điều rất là quan trọng mà nó là xu thế. Thế vậy chúng ta mà đi được trước, chúng ta trở thành những người huấn luyện viên để chăm sóc sức khỏe cho mọi người được, thì chúng ta là trở thành những cái người mà là của công chúng, và những người mà có nghĩa là mình để phát triển cái tư duy, tự phát triển bản thân của mình rất là hay. Vì cảm thấy rất tốt cái buổi chia sẻ của thầy Quan hôm nay cũng là quá giá trị luôn. Mình xin cảm ơn. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Phan Văn Mỹ. Đúng như thầy Quang nói, bây giờ dịch Covid đến thì chúng ta thấy là cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe rất là quan trọng. Và tại vì dịch dã như vậy thì cái điều để mà chăm sóc sức khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều những cái
dịch vụ để chúng ta đi lại, thì cái làm sao để chúng ta có được những cái điều đó, thì hôm nay thầy Quan cũng cho chúng ta những cái bài học và cũng những cái rất là hay trong cái chiến lược sắp tới, đúng không ạ? Vâng, em xin mời các anh chị khác. Anh chị cảm nhận ra sao hôm nay thấy thầy Quan chia sẻ cho chúng ta? Em xin mời chị Huệ, hôm nay chị Huệ được mình nghỉ. Chị Huệ bật mic lên chị Huệ. À, cái cháu cái ghế nó ồn quá, nó không có nghe. Chào thầy Quang. Chị cảm nhận là tao hôm nay thấy thầy Quang chia sẻ cho. Chào thầy Quang, chào các anh chị trong phòng lớp hôm nay. Cả nhà một buổi cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Và bài chia sẻ của thầy Quang thì em cảm nhận là chăm sóc sức khỏe là mỗi người phải biết là cái đó là rất là quan trọng, nhưng mà thực tế thì người dân của mình nó không có quan tâm đến điều đó, mà chỉ khi nào mà trong mình là không chịu nổi nữa thì lúc đó là đi chữa bệnh thì mới đi thôi, chứ không có quan tâm tới sức khỏe. Bài chia sẻ của thầy rất là hay. Em thì lúc này thì cũng rất là quan tâm đến sức khỏe, giống như mình nghĩ là lúc trước tới giờ mình cứ lo làm, mình không có nghĩ tới sức khỏe của mình. Nhưng bây giờ thì khi biết được thì mình phải chăm sóc sức khỏe cho mình, để mình được khỏe mạnh rồi mình mới chăm sóc được những người xung quanh mình nữa. Vâng, em xin cảm ơn chị Huệ. Vâng, em xin mời chị Thúy ạ. Chào thầy Quang. Hôm nay bài chia sẻ với thầy Quang tuyệt vời quá. Mọi người thầy hiện giờ cũng tuổi cũng lớn, mà thầy thấy tinh thần của thầy với lại cái thầy chia sẻ đó là đầy đủ những cái nhiệt huyết, rồi hai nữa là cái kinh nghiệm lâu năm của thầy á. Và thầy chia sẻ với cái tinh thần với cái tâm, mà hai nữa là thầy đã kết thành một cái chuỗi giống như là hoàn thiện toàn diện hết, từ sức khỏe cho tới cách đào tạo này nọ, là coi như là cái buổi chia sẻ của thầy quá trời giá trị luôn. Thì rất là quý thầy. Thầy Quang là một cái tinh thần, là một người thầy vẫn còn là đào tạo rất là tốt, rất là so với cái thời đại này mà thầy vẫn là cập nhật đầy đủ những cái thông tin mới, rồi biết được cái tâm lý, biết được đủ thứ hết trơn, đó là thầy chia sẻ như vậy là thầy rất là thành công ạ. Thì rất là ngưỡng mộ thầy. Xin cảm ơn ạ. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Thúy. Vâng ạ, để cho buổi hôm nay của chúng ta giao lưu cũng được thêm đậm đà sắc hơn nữa, thì em xin mời tiến sĩ Thái Lâm Đoàn ạ. Vâng, anh bật mic lên ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nãy giờ tôi lắng nghe của thầy Quang chia sẻ thì tôi mới hiểu lý do tại sao anh Phạm là chủ tịch của tập đoàn và cũng là chủ tịch hội doanh nghiệp Mạnh Gia đã hết lời khen ngợi thầy Quang như thế. Có nghĩa là thầy Quang là trình bày, là một người trình bày chia sẻ rất hay, nghĩa là có lớp, có làng, có bài bản đàng hoàng, mở bài thang bài kết luận và thầy dẫn chứng rất cụ thể. Như thế này là các bạn, chúng ta rõ ràng là giống như các bạn chia sẻ đó, chúng ta còn trẻ đó thì chúng ta lấy sức khỏe để chúng ta đi kiếm tiền, nhưng mà về già thì chúng ta bắt đầu lấy tiền có sức khỏe, nhưng mà cái tiền bỏ ra nó lại không có nhiều sức khỏe, không có bằng mà chúng ta phải chăm sóc sức khỏe chủ động. Cho nên cái cụm từ khóa ngày hôm nay chính là chăm sóc sức khỏe chủ động. Có nghĩa là trước khi mà chúng ta xảy ra một việc gì đó thì chúng ta phải chủ động, chúng ta chăm sóc sức khỏe mình. Tôi lấy ví dụ như tại sao là tôi thích, bắt đầu tôi muốn quan tâm tới sức khỏe là tại vì là bắt đầu tôi cảm thấy sức khỏe yếu rồi, trung niên là một. Thứ hai nữa là tôi tập thể dục,
Ngày trước là tôi có tập gym, nhưng mà sau này thầy cũng bỏ thời gian rồi có tập tennis, bây giờ cũng không có đi nhiều lắm, thì chỉ có chạy bộ vòng vòng quanh sân thôi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là đến một giai đoạn nào đó giống như xe chúng ta chạy, chúng ta phải bảo trì, phải tập sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động. Tôi lấy ví dụ như là mình phải biết ăn cái gì uống cái gì. Tôi nghĩ tới vấn đề là phải có một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe, thì tôi có là gặp anh Hổ. Thì anh Hổ hồi xưa là anh cũng chỉ có làm kinh doanh thôi. Tự nhiên anh nói sáng á, ông Toàn ông đừng có uống cà phê sữa, mà tôi là vô cà phê là tôi khoái uống cà phê sữa đá, mà tôi bỏ luôn anh chị. Tôi sáng nay là tôi bỏ luôn, không uống cà phê sữa đá mà chuyển qua uống cà phê, nhưng mà sao bỏ ít đường. Tại vì một ly theo phân tích là tôi mới nghe ảnh, tôi mới đầu tôi tìm hiểu sách vở, tôi mới thấy một ly cà phê sữa đá là 600 calo. Trong khi đó buổi sáng ví dụ như tôi một chị, ví dụ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì tôi chỉ tiêu tốn khoảng 400 calo. Có nghĩa là đồng nghĩa là buổi sáng mà tôi thường là ăn sáng một tô phở và uống thêm một ly cà phê sữa đá để coi nhiều là tôi nhịn nguyên ngày được. Anh chị hiểu tôi không? Có nghĩa là nguyên một ngày mình hoạt động dữ lắm cũng không đốt cháy được hết cái lượng cái gọi là mỡ thừa trong cái ly cà phê sữa đá, cho nên giờ tôi bỏ luôn cà phê sữa đá. Tôi có mấy cái món khoái khẩu đó là cà phê sữa đá nè, cơm sườn này. Vô mặc dù nhà hàng năm sau tôi cũng thích kêu muốn cơm sườn, cơm sườn trứng thì trả là đó là mấy cái môn đó. Bây giờ mình mới ngồi lại mình suy nghĩ, ông nói xong mình giật mình ấy, đúng rồi ông mập là đúng rồi, ông toàn là lựa món gì. Mà thứ hai nên chị biết gì không? Tôi đi ngoài đường á, mặc dù đi xe hơi nhưng mà tôi đi ngang cái tôi gặp mấy tài xế, em dừng lại nó làm gì, mà dừng lại chỗ nào kiếm cái chỗ mà xay nước mía chơi lần hai ba ly để trong xe, thích là uống hết xuống đi không. Với thứ hai nữa anh chị biết là tôi thích là thích gì, là bánh mì. Bánh mì mình thích tại cái khoái khẩu, chứ không phải mình không có tiền đi vô chỗ này chỗ kia ăn, mà mình phái ăn bánh mì, nhất là bánh mì Sài Gòn. Anh chị tưởng bánh mì Sài Gòn ít lắm hả, 100 mấy chục ngàn ổ đó nha, 80 ngàn, 100 mấy ngàn bánh mì Như Lan đó. Là nó cũng đắt từ lắm, nhưng mà tại vì nó khoái khẩu chứ không phải là. Thì anh chị thấy như vậy thì tới một giai đoạn nào đó là chúng ta thấy là chúng ta phải cần sức khỏe. Thì tôi nghĩ rằng là cái từ khóa này uống luyện viên sức khỏe, cái gặp coaching, hay coaching là chúng ta uống luyện viên sức khỏe. Và hơn ai hết thì chúng ta thấy nè, chúng ta đi mua bảo hiểm, chúng ta mua bảo hiểm được chiếc xe, chúng ta mua bảo hiểm cho người, nhưng mà chúng ta quên bảo hiểm sức khỏe cho người bạn, cái người đó. Và chúng ta lo cái gì đâu ở xa. Thực tế tôi thấy bắt đầu anh chị thấy là chúng ta đi học công học tây, nhưng mà chúng ta quên đi cái nghiên cứu cái nội tại. Ví dụ như con người chúng ta nghiên cứu tâm lý của chúng ta, nội tại chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe cho mình, cái đã mình có khỏe đẹp thì giống như là sáng là mở đầu là anh Mỹ đã nói chúng ta là hôm nay là năm này hôm sau mà chúng ta còn ngồi được là chúng ta đã lời, chúng ta đã lời nhiều thứ rồi đó, anh chị hiểu không? Cho nên là tôi nghĩ rằng là cơ hội kinh doanh là chúng ta phải kiếm chuyên bờ sức khỏe. Hai gì là tôi phải sử dụng thức thực quả, dòng phân tích thực quả, anh bạn phân tích thực quả xong rồi thấy rằng là mì tôi cũng phái này. Mì anh chị mì gói, mà mì gói là dễ bị nhiều thứ bệnh ung thư trong đó. Thì cái kênh mà YouTube của tôi là TS Official, tôi lại mở ra một cái chủ đề nữa gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động 4.0. tôi phái gì 4.0, và anh Phạm Hổ anh có cái video clip gì nói về sức khỏe là tôi qua đây tôi chia sẻ qua đây để chúng ta ngày càng em biết nhỏ đúng không, để ngày càng là chúng ta có được cái thông tin về chăm sóc sức khỏe. Đấy, từ khóa hôm nay chính là hai từ khóa: chăm sóc sức khỏe chủ động và là huấn luyện viên về sức khỏe. Không phải là do anh nói mic đâu, anh sẽ phải loa. À, xem lại loa hả? Anh đang dùng máy mà, anh đang dùng bằng microphone. Tại vì bữa nay là chủ nhật có nhiều nhỏ người. Bữa nay chủ nhật có nhiều người đến nhà nên là không có mở loa bên ngoài được. Tao nghe chủ nhật nào cũng có độ, chị thấy không? Làm sao mà ốm được. Rồi trả biết cho lại cho MC ạ. À.
Vâng ạ. Thì cũng như anh Toàn cũng chia sẻ về sức khỏe thì em thấy là độ này anh Toàn cũng rất là chăm sóc sức khỏe. Gần đây chị để ý là sáng sáng nào cũng thấy anh uống rất là nhiều nước. Đúng rồi, uống nước suối anh chị, uống nước không á. Có nghĩa là theo liệu trình mà tôi được chuyên viên tư vấn là tôi là dư 20 kg. Rồi không? 20 kg mà theo theo tổ chức thế giới, tổ chức thế giới khuyến cáo là cái gọi là gì ta, cái gọi là gì tôi quên, chuyên môn quên, gọi là sức khỏe gì ta, sức khỏe gì đó mà nó phải nhân 3. Có nghĩa là tôi dư 20 kg, tôi phải nhân cho số 3 là tôi dư 60 kg. Ghê không? Có nghĩa là cái xương của mình phải cộng nặng, phải 60 kg. Tôi nghe tôi hết hồn. Và khi mà mình mập đó là cái tim mạch của mình nó cái độ co giãn nó dễ bị đột quỵ. Đấy, mình nghe là theo hướng khoa học anh chị, là mình nghe là bắt đầu mình sợ liền, anh chị thấy không? Đó là lý do tại sao mình người ta không dám nói, mà bắt đầu mình liên tưởng, đó là lý do tại sao trí tài, nghệ sĩ trí tài đột quỵ, anh chị thấy không? Nó khó nguyên nhân, nó phải tự nhiên mà nó bị. Cho nên là chúng ta phải chăm sóc sức khỏe chủ động, đúng không? Đấy. Vâng, dạ. Các bạn có thể thảo luận tiếp ạ. Bạn có thể thảo luận. Nhà anh Toàn này ồn quá thì. Đúng rồi, đang bài tiệc chuẩn bị nhậu tiếp. Thật ra là cái vấn đề sức khỏe thì nó là nỗi lo của rất là nhiều người, nhưng mà chúng ta đang bỏ qua nó. Và gần như là ai cũng biết là sức khỏe có vấn đề, và ai cũng biết là không quan tâm đến nó, là mình đang gặp vấn đề. Nhưng ở đây mọi người đang là đổ xô nhau đi tìm kiếm kinh tế và bỏ qua sức khỏe. Thì khi có được kinh tế rồi, hình ảnh trở lại là con coi như là có bao nhiêu tiền thì mình lại đi đổ về để chăm sóc sức khỏe. Thế là cuối cùng quay đi quay lại là cuối cùng chúng ta chỉ có suốt ngày đi tìm kiếm và có cái tài chính về để chúng ta đi chăm sóc sức khỏe. Thì tại sao chúng ta không chăm sóc ngay từ lúc đầu, lại để cứ khi đến lúc nặng rồi chúng ta chăm? Mà đến lúc nặng rồi thì chắc chắn là người ta bảo phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Phòng thì chắc chắn là nó sẽ nhẹ hơn là khi để chữa thì nó đã trở thành nặng rồi. Và đó là cái mối lo của rất là nhiều người. Và gần như thể là khi dịch Covid đến thì mọi người mới bắt đầu là nhìn lại về vấn đề sức khỏe. Và những cái đó nó cũng đánh giá ngay với cái bản thân của mọi người. Nếu như dịch đã đến thì cái người nào cái sức đề kháng của họ, như sức khỏe của họ không tốt thì sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn với những người có sức khỏe ổn định, cũng như sức khỏe họ được tốt. Đó là cái điều là chứng minh bằng sự thật. Và cái sự chăm sóc sức khỏe của chủ động của bản thân của mỗi người thì nó đánh giá luôn về cái sự là mọi người đi ra ngoài trong cùng một môi trường, nhưng tại sao có những người thì mắc Covid, những người không. Mà tại sao những người ta bảo là người ta dùng cái sản phẩm đó người ta chữa được Covid, nhưng thực ra là chữa thì nó nói nó sẽ là một cái nó phi lý. Nhưng ở đây là người ta đã có nền tảng chăm sóc sức khỏe từ lâu rồi. Họ có cái sức đề kháng, và khi nó mà có dịch đến thì họ chỉ là bổ sung thêm nữa thì là nó có thể kháng lại cái Covid. Nó có cái sức đề kháng nó kháng lại thôi. Và anh Toàn có nói về cái béo phì cũng như thế là, thì nếu em đây thì cũng có một chút kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe về cái béo phì với lại cái mạch máu của chúng ta ấy, thì cứ cơ thể của chúng ta nó chỉ có một cái khối lượng nhất định, và nếu như chúng ta thừa ra thì nó sẽ tạo ra thành những cái mô mỡ, như cái mô mỡ đó nó sẽ bám vào những tĩnh mạch, như những cái dây thần kinh của chúng ta, nó tạo thành những mảng bám, nó bám. Và lâu dần thì nó sẽ tích tụ lại và nó tạo thành những cái điểm thắt chặt ở những cái mạch của chúng ta, và dẫn đến là rất là nhiều những cái tình trạng về sức khỏe nó không được tốt. Và buổi chia sẻ của thầy Quang hôm nay thì cũng vô cùng là giá trị cho các anh chị chúng ta nhìn nhận lại về sức khỏe, cũng như cách thức để chúng ta chăm sóc sức khỏe, và chúng ta định vị chúng ta là những người như thế nào với bản thân chúng ta, với xã hội, cũng như thế là với gia đình chúng ta. Nếu như chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta mới chăm sóc được cho bản thân là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mới chăm sóc được cho người thân. Còn bây giờ nếu như sức khỏe của chúng ta không tốt rồi thì kéo lại một cái, đó là
bản thân của chúng ta đã không được khỏe mạnh, người nhà của chúng ta lại phải lo lắng cho chúng ta, mà chúng ta lại còn kéo đi là về cái kinh tế, là phải lo về cái sức khỏe để chữa bệnh. Có rất là nhiều cái vấn đề nó kéo đến về cái về vấn đề sức khỏe không được chăm sóc tốt. Vâng, em xin mời anh chị chúng ta có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm gì đó về sức khỏe. Em xin mời chị Hương. Dạ, cảm ơn Thanh Dung ạ. Em xin chia sẻ một chút về sức khỏe bản thân em thôi. Bản thân em là lúc mà em mang thai con gái em cách đây 14 năm thì em phát hiện ra mình bị viêm gan siêu vi B. Nhưng mà lúc đó em có bầu được bệnh hơn 5 tháng rồi, cho nên là không có điều trị được, phải để sau khi sinh ra thì mới điều trị. Mà sau khi sinh ra được 1 tháng thì em mới đi gặp bác sĩ. Thì lúc đó xét nghiệm thì cái men gan của em rất là cao, so với bình thường nó tăng gấp 10 lần cơ. Ai cũng bảo là sao mà để lặng thế rồi mới đi bệnh viện. Thì khi mà như thế thì em rất là lo lắng. Và em thực hiện theo phương pháp, sau khi điều trị cho cái men gan nó giảm xuống bình thường thì em thực hiện theo cái phương pháp ăn dưỡng sinh, theo phương pháp Osawa đó. Và ăn theo phương pháp Osawa thì theo nghiên cứu về cái phương pháp ăn đấy thì nó có là âm dương, nó có món âm món dương. Và thời tiết hay là ngày đó thì cũng có ngày âm ngày dương. Ví dụ như là về món ăn nha, ví dụ như gạo lếp với gạo tẻ thì gạo tẻ dương hơn gạo lếp âm. Đường với muối thì là muối thì dương, đường thì âm. Và rau á, các loại rau á thì rau nào mà nấu mà nhanh dừ á thì là âm, còn mà nấu mà lâu dừ á thì là dương. Cứ như vậy thì mình kết hợp, ví dụ như ngày dương thì mình ăn đồ âm được, ngày âm thì mình ăn đồ dương. Nó phải hài hòa thì mình sẽ không bị bệnh. Và Hương kết hợp, nói chung là ăn theo cái cách như vậy thì 14 năm nay Hương không dùng một viên thuốc tây nào. Khi mà mình cảm hay là bị sau đó thì mình chỉ điều chỉnh bằng cách ăn thôi, không có dùng viên thuốc nào hết. Đó là một chút mà về cái sức khỏe Hương giữ gìn sức khỏe của Hương. Còn về cái bài học mà thầy Quang hôm nay chia sẻ đấy, thực sự là rất là có giá trị. Hương rất là ngưỡng mộ thầy. Thầy là một người có học vị rất là cao, nhưng mà khi vào một cái môi trường khác học, thầy với một cái tinh thần học tập rất là năng lượng, học như một đứa trẻ, quên đi những gì mà đã biết. Rồi học là học suốt đời. Thầy nói là học suốt đời. Và vai trò của người học dạy thay đổi. Người học thì tham gia dạy và người dạy tham gia học. Đấy, và cách học của thế kỷ 21 là học chủ động, học nhóm, kiến tạo chương trình chứ không phải học theo cách thụ động. Rồi học cùng chuyên gia coaching thì sẽ tiết kiệm được thời gian của mình hơn. Và nếu như bạn thay đổi cách nhìn mọi thứ thì những thứ bạn nhìn sẽ thay đổi. Và muốn thành công thì phải hoàn thiện bản thân mình trước. Thực sự đó là những cái bài học rất là giá trị. Em biết ơn thầy Quang rất là nhiều ạ. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Hương trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời các anh chị khác. Anh chị cảm nhận ra sao trong buổi sáng ngày hôm nay? Và em chia sẻ với anh chị một chút là anh Toàn có chia sẻ về cái phạm da đấy.
thì em cũng đang sử dụng cái sản phẩm của Phạm Gia, thì nhưng mà em sử dụng cái dòng sản phẩm đó thôi chứ không phải của Phạm Gia, em dùng rất là lâu rồi. Và đó là lý do cái sức khỏe của em nó luôn là bền là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó đủ cho mình cái sức đề kháng, cũng như mọi người cứ lo sợ COVID nhưng mà những cái đó thì em lại không bao giờ em ngại về cái vấn đề về sức khỏe. Tại vì nó đảm bảo cho mình về cái nguồn năng lượng, như thể là cái đảm bảo chất dinh dưỡng cho mình rồi. Vâng, em xin mời các anh chị khác. Vâng, các anh chị chúng ta bật mic, bật cam lên, chúng ta giao lưu một chút. Chúng ta cũng sắp kết thúc buổi cà phê của tuần này rồi. Đúng rồi, chúng ta giải quyết lên đi, thoải mái. Chúng ta chia sẻ xong, có 5 phút nữa đó. 2 phút nữa chứ. Tranh thủ nhanh. Nấu nhanh đi, còn nhiều người đợi nhậu kìa. Quay kiến là không đúng. Vâng. Thầy ơi, anh em logo không nghe gì hết. Không sao, có video lại chị, không sao, chúc chị nghe là video. Mời thầy quay hồi nãy giờ thì anh đang có mấy người bạn xuống để góp gói, mà nãy giờ chỉ cho bạn vô 1.000 mây trước, mua trước 1.000 mây. Nãy giờ đang xác nhận cái cây C rồi thầy. Chị ơi, có thắc mắc gì không? Thì hỏi thầy, thầy hướng dẫn cho. KIC thì từ từ làm cũng được chị. Chủ yếu là mở được tài khoản và vô gói thì là KIC là sao? KIC dạ, mở xong rồi thầy. Mở xong rồi, vô gói rồi. Là 1.000 mây, 1.001 mây đó thầy. 4 triệu. Vô gói. Là tài khoản tên gì vậy? Dạ, Nguyễn Văn Sĩ 79. Có nghĩa là vô email xác nhận rồi đúng không chị? Dạ hồi nãy vô em kêu xác nhận qua cái SMS đó thầy, cái tin nhắn á, rồi thành ra là được rồi, xác nhận được rồi, làm được rồi, rồi mua luôn 1.000 rồi. Bạn này cũng biết hồi đó mua cái cổ phiếu lúa non của Vinamilk á thì cũng biết, nhưng mà bây giờ thì cũng đang mua mấy cái gọi là gì đang chơi mấy cái chứng khoán, mà anh nói nếu mà anh này hay thì mua thêm, nhưng mà giờ trước tiên lấy 1.000 trước để có gì để tìm hiểu thêm. Kèo hôm qua đấy à chị Ngọc Anh, kèo hôm qua đấy à? Thì bạn đây nè, đây nè, vô đây, đang cà phê đấy.